Các bạn đang nghe truyện Trận Vấn Trường Sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 260, Sơn động. Tu sĩ biện pháp ứng đối trận pháp nói chung có hai loại, một loại là phá trận, một loại là giải trận. Phá trận là tu sĩ dựa vào tu vi hoặc võ học cưỡng ép phá hủy trận nhãn, trận môi, trận xu hoặc trận văn. Giải trận thì chỉ có trận sư mới có thể sử dụng, hơn nữa là số ít trận sư có kinh nghiệm và trình độ cao của trận pháp mới có thể sử dụng lợi dụng sinh khắc giữa các trận văn, kết cấu trận nhãn mở ra, hoặc là linh lực chính nghịch của mắt trận để giải trừ trận pháp, đây cũng là giải trận. Trước mắt, mặt họa chỉ biết một loại thủ pháp giải trận, đó chính là thông qua trận văn khắc chế để giải trận. Vừa rồi mặt họa dùng thần thức thăm dò nửa ngày, cách vách đá, đại khái xác nhận trận pháp bên trong. Bên trong vách đá hẳn là lấy ngũ hành thổ thạch trận làm chủ, xen lẫn các tiểu trận rải rác khác. Đối với tội tu mà nói, trận pháp này đã coi như không tệ. Nhưng ở trong mắt mặt họa, lại không đủ nhìn. Mặt họa từ trong túi trữ vật lấy ra bút mực, bắt đầu vẽ trận văn trên vách đá. Thực tế lợi dụng trận văn sinh khắc giải trận, sẽ có hai loại tình huống, một loại là giải trận từ bên trong, một loại là giải trận từ bên ngoài. Từ bên trong giải trận, có thể nhìn thấy trận văn, trận văn giải trận, cũng ở một bên trận môi. Ngày thường mặt họa luyện, tự vẽ tự giải, kỳ thật thuộc về giải trận từ nội bộ loại tương đối này sẽ dễ dàng hơn một chút từ bên ngoài lúc giải trận cách trận môi không nhìn thấy trận văn cần tự mình căn cứ kinh nghiệm cùng lý giải trận pháp suy đoán loại hình trận pháp cũng lấy thần thức cảm giác vị trí trận văn cũng ở vị trí tương đồng vẽ ra trận văn tương khắc khiến trận văn triệt tiêu lẫn nhau khiến trận pháp mất đi hiệu lực tình huống hiện tại chính là thuộc về giải trận bên ngoài mặt họa trước đó còn chưa có thử qua giải trận như vậy cũng may trận pháp vẽ trên vách đá không tính là khó lấy kinh nghiệm và cường độ thần thức trận pháp của mặt họa có thể cảm giác được vị trí trận văn cụ thể kế tiếp chỉ cần vẽ ra trận văn tương khắc là được cái này rất đơn giản bất quá thời gian hai chén trà nhỏ mặt họa liền vẽ xong trận văn trên vách đá những trận văn này có kết cấu tương tự với trận pháp nhưng bút pháp đặc thù ẩn chứa lý lẽ sinh khắc nhìn giống như mặt sau của trận pháp trong gương kỳ dị mà huyền ảo trương lan thấy vậy thì tấm tắt lấy làm kỳ lạ theo nét bút cuối cùng của mặt họa rơi xuống giải trận hoàn tất trên vách đá trận văn lưu quang lóe lên linh lực rót vào bên trong sau đó đất đá rì rào rung động giống như vỏ cây khô héo hoa văn trên cây rơi xuống toàn bộ vách đá cũng dần dần rạn nứt hiện ra màu nâu xám sau khi hông gió trương lan trong lòng thất kinh vậy mà thành công rồi hơn nữa nhìn dáng vẻ điêu luyện của mặc họa rõ ràng không phải là ăn may mà là thật sự có bản lĩnh giải trận thâm hậu nếu không thì không thể nào một lần liền giải được trận pháp trương lan thở dài phát hiện mình vẫn đánh giá thấp thiên phú của mặc họa ở trên phương diện trận pháp hiện tại cũng đã không thể xem như thiên phú trận pháp mà là tạo nghệ trận pháp thật sự nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng một tiểu tu sĩ mười mấy tuổi đã học được giải trận Trương Lan trong lòng có chút cảm khái. Trận pháp trên vách đá bị giải khai, cũng liền mất đi phòng hộ. Cần có người đánh xuyên qua vách tường. Mặc họa nhìn Trương Lan, Trương Lan nói thầm, ta không phải thể tu. Mặc họa có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, liền gọi Mặt Sơn, cha. Mặt Sơn ở xa xa nghe tiếng đi tới, làm sao vậy, Mặt họa dùng ngón tay chỉ chỉ vách đá, cha, muốn đánh xuyên cái này. Mặt Sơn gật gật đầu, linh lực tiếp phát lực đạo thân thể một quyền hạ xuống vách đá đã bị đánh cho vỡ nát đợi cho bụi tan hết bộ dáng bên trong liền hiển lộ ra đây là một sơn động rất lớn bên trong rất tối cũng rất khô ráo trong sơn động bày đầy linh thạch đủ các loại linh khí thượng vàng hạ cám trong góc chất đống không ít chai lọ phần lớn là đang dược còn có một chút rượu ngon mặt họa nhìn có chút khiếp sợ trong lòng lại có chút khó chịu nơi này vật tư tu đạo càng nhiều liền nói tu sĩ bị đánh cướp càng nhiều, người chết ở trong tay đám tội tu này cũng càng nhiều. Trương Lan vẻ mặt ngưng trọng, thở dài, chả trách thẩm vấn những tội tu kia như thế nào, bọn họ đều mạnh miệng không nói. Sơn động này bị phát hiện, bọn họ là những tội tu, cho dù trước đó không phạm tử tội, hiện tại cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khắp hang núi đều là tan vật, rốt cuộc bọn họ đã cướp giết bao nhiêu người những vật này, phải xử lý như thế nào đây? Mạc Họa hỏi trương lan hơi trầm ngâm nói vẫn là nên phân loại đăng ký vào danh sách đi lập tức hắn lại giải thích có không ít thương đội và tu sĩ mất tích không rõ tung tích đồ vật trong này có thể dùng để phân biệt rõ thân phận biết thương đội nào là bị đám tội tu này cướp lại có tu sĩ nào là bị bọn họ giết chết không ít người nhà của các tu sĩ mất tích vẫn đang chờ bọn họ trở về sống hay chết ít nhất cũng phải có một câu trả lời nói đến đây trương lan không khỏi thở dài tu đạo hiểm ác tu vi không đủ một khi gặp nạn liền sinh tử khó liệu mặc họa nghe vậy gật đầu trương lan nhìn mặc họa lại nói ngươi xem trọng cái gì có thể cầm trước lần này các ngươi lập công lớn đạo đình ti nhất định sẽ trọng thưởng lấy cái gì cũng là nên mặc họa suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu được rồi những vật này phần lớn là người vô tội ủng mạng trước tiên cầm về nhập danh sách đi có thể phân biệt rõ thân phận đối với người nhà bọn họ cũng coi như có bàn giao trương lan nhìn mặt họa gật đầu tán thưởng mặt họa lại nhìn sơn động một lần bỗng nhiên có chút kỳ quái nơi này hình như không có đồ vật của thương đội khổng thịnh không phải có những đan dược đó sao thương đội của khổng thịnh đi theo buôn bán đan dược trương lan nói xong trong lòng nhảy dựng nói không đúng hắn đi đến góc cầm lấy mấy bình đan dược mở nắp ngửi ngửi lông mày không khỏi nhíu lại đây đều là đan dược lâu năm Mùi vị rất nhạt, không phải gần đây mới cướp được. Nếu buôn bán đang dược, không có khả năng buôn bán đang dược lâu năm, cho dù lấy thứ bậc nạp, vậy cũng chỉ có thể là bộ phận nhỏ. Phần lớn đang dược đều sẽ là trong vòng nửa năm ra lò. Đang dược mới ra lò, mùi thơm rất đậm, mà đang dược lâu năm, mùi thơm sẽ dần dần nhạt đi. Đang dược trong sơn động này toàn bộ đều là đang dược lâu năm hương vị nhạt nhẽo. Điều này đã nói rõ, tội tu này trong thời gian gần đây không có ăn cướp thương đội buôn bán đan dược. Không thể nào, Trương La nghi ngờ nói, những đan dược này đều bị bọn họ ăn hết rồi sao, Trương La nghĩ nghĩ, lại tự mình phủ định nói bọn họ hai ba mươi người, dù là lấy đan dược làm cơm ăn, trong thời gian ngắn như vậy cũng ăn không hết. Mặt sơn nghe vậy, hơi trầm tư nói, trước khi chúng ta đến, trong sơn cốc này, không có mùi máu tươi gì. Điều này có nghĩa là, nhóm tội tu này sẽ không đưa người vào trong sơn cốc dép lại căn cứ theo lời của quan đầu đà bọn họ giết người cướp của bình thường là giết người tại chỗ sau đó cướp hàng mà lúc thương đội của khổng thịnh bị cướp hiện trường vết máu không nhiều đều là do đánh nhau lưu lại không có dấu vết bị tàn sát nếu bị yêu thú ăn hiện trường sẽ càng thêm huyết tinh trong lúc nhất thời ba người đều cảm thấy nghi hoặc trùng trùng điệp điệp theo lý mà nói hẳn là quan đầu đà cướp thương đội cướp đi đang dược lại giết tu sĩ thương đội ngay tại chỗ khổng thịnh cũng chết theo thương đội nhưng bây giờ xem ra đám người quan đầu đà cũng không đánh cướp thương đội kia tự nhiên cũng không giết khổng thịnh vậy nhánh thương đội này rốt cuộc đã đi đâu còn có khổng thịnh kia đến cùng đã chết hay chưa ta trở về hỏi quan đầu đà đã trương lan nói ừm um. mặt họa gật đầu chuyện này lộ ra quỷ dị cần muốn hỏi rõ ràng thời gian còn lại trương lan liền để chấp ty thủ hạ kiểm kê tan vật đăng ký vào sổ ngày mai đạo đình ty sẽ phái người tới vận chuyển những vật này về thông tiên thành đám người mặc họa thì sẽ ngủ lại nội sơn một đêm sau khi sơn động thu thập thỏa đáng bọn họ chuẩn bị xuất phát đi tới doanh địa lúc gần đi mặc họa bỗng nhiên ồ một tiếng trương lan quay đầu lại vội hỏi làm sao vậy mặc họa chỉ vào một cốc nhỏ nơi này có cái gì đó trương lan nghe vậy ánh mắt sáng lên đi đến góc mặt họa chỉ buông thần thức ra sau khi cẩn thận phân rõ kinh ngạc nói thật sự có hốc tối trước đó nơi này bị tạp vật cản trở cho nên mọi người nhất thời cũng không phát giác lúc này sơn động đã được dọn dẹp xong mặt họa dùng thần thức cảm giác một chút liền phát hiện hốc tối nơi này có trận pháp không trương lan hỏi không có mặt họa lắc đầu trương lan liền nhìn về phía mặt sơn mặt huynh nhờ vào ngươi mặt sơn gật đầu nhẹ nắm tay nắm chặt phía trên liền giấy lên liệt hỏa sau đó quanh một quyền đánh vào trên vách đá hẻo lánh tách đá kẻo kẹt rung động xuất hiện vết rạn. mặt sơn đánh năm sáu vòng như thế đánh nát toàn bộ tảng đá sau khi vách đá vỡ vụn phía sau là một hốc tối nhỏ vung vắng bên trong cất giấu một cái hộp gỗ trương lan lấy ra hộp gỗ thần thức quét qua phát hiện không có nguy hiểm liền mở hộp gỗ ra. Mặt họa cũng đưa mắt nhìn lên. Trong hộp gỗ, có hai quyển sách, còn có một bộ đồ. Một quyển sách là trường phong quyết, còn có một quyển là tật phong thuật. Trường phong quyết là công pháp hệ phong, còn tật phong thuật là thân pháp hệ phong, đều là pháp môn tu đạo của quan đầu đà. Xem ra cái hốc tối này, chính là thứ mà quan đầu đà dùng để giấu đồ. Về phần tấm bản đồ kia, thoạt nhìn như là bản đồ phía trên vẽ đơn giản thế núi, còn có vách núi, bút tích viết ngoáy, cũng không có văn tự ghi chú, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn không ra là địa đồ gì. Trương Lan nói, công pháp và thân pháp này là đồ tốt, chỉ là phong linh căng rất thưa thớt, cho nên người có thể học được cũng ít. Đợi lát nữa các ngươi chép lại một bản đi, có thể cầm đi bán, hoặc là đổi lấy những pháp môn tu đạo khác, đoán chừng có thể đáng giá không ít linh thạch. Còn tấm bản đồ này, Trương Lan nhíu mày, hỏi mặt họa, Ngươi có thể nhìn ra là bản đồ ở đâu không? Trương Lan không quen đường núi của Đại Hắc Sơn ở gần Thông Tiên Thành. Hắn cũng không dùng nhiều địa đồ lắm. Hắn nhớ rõ bản đồ mà mặt họa tự tay vẽ qua Đại Hắc Sơn, một dòng suối, một rừng cây đều được đánh dấu rõ ràng. Nếu như địa đồ này thật sự là Đại Hắc Sơn, mặt họa hẳn là có thể nhìn ra. Mặt họa tiếp nhận địa đồ, nhìn kỹ, sinh lòng nghi hoặc. Hắn vừa cảm thấy quen mắt, lại cảm thấy xa lạ. Dụng hướng của ngọn núi này giống như bản đồ của đại hắc sơn nhưng cụ thể thế nào thì ta chưa từng thấy mặt họa cân nhắc nói sau đó hỏi mặt sơn cha ngươi có thể nhìn ra không mặt sơn nhìn một hồi cũng cảm thấy có chút cổ quái liền nói ngươi không phải vẽ bản đồ nội sơn và ngoại sơn sao lấy ra so sánh xem a à, đúng rồi mặt họa nhẹ gật đầu lấy ra địa đồ mình vẽ bày trên mặt đất dù sao quan đầu đà đã bắt được ổ của tội tu bị hốt lục hội cũng đã chết tạm thời cũng không có chuyện gì khác ba người tỉ mỉ nhìn địa đồ ước chừng qua nửa canh giờ tìm kiếm mấy lần cũng không tìm được địa điểm tương ứng trương lan nói có thể là bản đồ địa hình của đại hắc sơn ở bên ngoài thông tiên thành mặt họa gật gật đầu cảm thấy rất có thể đại hắc sơn rất lớn ngoại trừ thông tiên thành này thế núi cũng sẽ lan tràn đến địa giới khác nếu là như vậy cũng khó trách mặt họa nhìn quen mắt nhưng lại tìm không thấy vị trí sơn thế đối ứng trở về có thể hỏi quan đầu đà địa đồ này từ đâu ra có tác dụng gì mặt họa suy nghĩ một chút nói quan đầu đà giấu địa đồ và công pháp thân pháp bí tịch của hắn cùng một chỗ hiển nhiên cực kỳ coi trọng phỏng chừng có bí mật không nhỏ mặt họa cũng sao chết một phần bản đồ sau đó ba người ngủ lại đại hắc sơn một đêm sáng sớm hôm sau cùng với sương núi và ánh sáng mặt trời quay trở về thông tiên thành mặt họa nghỉ ngơi đơn giản, liền đến đạo đình ti tìm Trương Lan, hỏi ngươi muốn thẩm vấn quan đầu đà sao? Mang ta theo một cái đi. Trương Lan có chút khó xử, thẩm vấn đạo đình ti, không thể để cho người ngoài nghe chuyện bắt quan đầu đà ta cũng có phần, sao có thể tính là người ngoài chứ, đạo lý là đạo lý, nhưng quy tắc chính là quy tắc. Trương Lan nguyễn chuyển từ chối. Vậy thì thôi, ta đi cầu trưởng ti. Mặt họa nói xong, liền đi ra ngoài, trương lan vội vàng kéo hắn lại ngươi tìm trưởng ti làm gì ngươi không làm chủ được tất nhiên phải để trưởng ti làm chủ trưởng ti sẽ không đồng ý mặc họa giảo hoạt cười làm sao ngươi biết trưởng ti sẽ không đồng ý trương lan suy nghĩ một chút phát hiện trưởng ti hình như thật sự sẽ không từ chối người vốn là do mặc họa hỗ trợ bắt hiện tại thẩm vấn mặc họa muốn dự thính một chút tự hồ cũng không có vấn đề gì hơn nữa mặc họa nhân duyên rộng nguồn tin tức rất nhiều có một số việc có khả năng còn rõ ràng hơn so với điển ti hắn đây. Để hắn hỗ trợ thẩm vấn, có lẽ thật có thể hỏi ra cái gì. Lão trưởng ti vốn thưởng thức mặt họa, huống chi mặt họa còn là nhất phẩm trận sư, mặt mũi này, làm sao cũng sẽ cho. Trương Lan có chút phức tạp, thở dài, lúc thẩm vấn, sẽ có chút máu Trương Lan nói được một nửa, đột nhiên ý thức được mặt họa vẫn là một săn yêu sư, thường thấy tu sĩ chém giết yêu thú, chứng kiến tình cảnh máu me đầm đìa đoán chừng cũng không ít. Nghĩ đến đây, Trương Lan liền từ bỏ nói, đi theo ta. Mặt họa cười cười, cảm ơn Trương Thúc Thúc. Hình thức của đạo ngục ở một góc âm u phía tây. Mặt họa theo Trương Lan vào phòng tra tấn, liền ngửi thấy mùi máu tanh và mùi hôi thối. Trong phòng âm u, bên tường treo hình cụ, mặt đất có vết máu âm u, còn có một lò lửa đốt que hàng. Máu tanh âm trầm mà áp lực. Chẳng trách Trương Lan không muốn hắn vào đây. Trương Lan phân phó, Ngươi ở bên cạnh nghe được rồi, nếu cảm thấy không thoải mái thì ra ngoài hít thở không khí. Đây không phải là nơi tốt, có thể không đến thì đừng đến. Cảm ơn Trương Thúc Thúc, Mặc Họa lại nói tiếng cảm ơn. Trương Lan khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Mặc Họa, sau đó sai người mang quan đầu đà vào. Mặc Họa tìm một cái ghế sạch sẽ ngồi ở một bên, chỉ chốc lát sau liền nghe tiếng xiền xích bị xích. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mấy chấp ti áp giải quan đầu đà bị xích sắt xuyên qua xương cốt đi vào. Quan đầu đà đầy vết thương, thân hình chật vật, xem ra ở trong đạo ngục chịu không ít đau khổ. Mấy chấp ti trói quan đầu đà vào trên giá. Trương Lan thay đổi một khuôn mặt lạnh lùng, nói, quan đầu đà, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nói thật, có thể bớt chịu khổ một chút. Quan đầu đà nhắm mắt lại, từ chối cho ý kiến. Trương Lan hỏi mấy vấn đề, quan đầu đà cũng không đáp lại, dù là dùng hình, hắn cũng không nói tiếng nào. Một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Quan đầu đã biết mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, càng coi tu sĩ Đạo Đình Ti là chó săn, lần này lại thua ở trên tay Đạo Đình Ti, cho nên cũng chẳng muốn nói gì. Vốn là một người sắp chết đến nơi, giờ khắc này tự nhiên cũng chỉ có thể chờ chết. Trương Lan hỏi mấy lần, dùng mấy lần hình, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn liền phát hiện mặt họa nháy mắt với hắn. Trương Lan suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Mặt họa liền chậm rãi đi lên trước, cười hỏi, quan đầu đà, ngươi biết thủy lao thuật không? Bên tai quan đầu đà nghe thấy một giọng nói trong trẻo, ngẩng đầu lên liền thấy một tiểu tu sĩ môi hồng răng trắng cười hiếp mắt nhìn hắn. Trong hình thức của đạo đình ti, tại sao có thể có tiểu hài tử? Hơn nữa thân ảnh này cùng khí tức có chút quen mắt, tự hồ là tiểu săn yêu sư ngày ấy cứu quý thanh bách. Trong lòng quan đầu đà nghi hoặc, miệng hỏi, thủy lao thuộc gì? Mặt họa mỉm cười, tay nhỏ nhất lên, xiền xích linh lực ngưng kết, khóa chặt trên người quan đầu đà. Pháp thuật này trong lòng quan đầu đà rung rẩy dữ dội, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Là ngươi, quan đầu đà ý vào thân pháp sắc bén, ở Đại Hắc Sơn không kiên kỵ gì, sở dĩ bị bắt, toàn là bởi vì thủy lao thuộc buồn nôn này, khắc chế thân pháp của hắn đến sức sao. Người thi thuật, thần thức cường đại, thuật pháp tinh xảo, vừa nhanh lại chuẩn. Quan đầu đà còn tưởng người này mặc dù không phải là tu sĩ trúc cơ, cũng là điển ti của đạo đình ti, hoặc là linh sư kinh nghiệm lão luyện. Không hạ sát thủ, mà là lấy thủy lao thuật năm lần bảy lượt vây khốn chính mình, đùa bẩn như mèo vờn chuột. Không phải bởi vì ân oán cá nhân, chính là vì treo giải thưởng của đạo đình ti. Những năm này hắn làm ác vô số, có vô số nhân quả, ai muốn đối phó hắn, cũng có khả năng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đùa bỡn mình ở trên bàn tay, lại là tiểu quỷ này đây là tiểu quái vật từ nơi nào tới ánh mắt quan đầu đà đã là ác độc lại là khó có thể tin mặt họa cười hiếp mắt nhìn hắn lần này biết ta là ai rồi ta nhớ kỹ rồi quan đầu đà nhếch khóe miệng cười một cách đẫm máu ta nhớ kỹ tướng mạo của ngươi và nhất ta có thể chạy thoát ta sẽ trở lại giết ngươi mặt họa không hề sợ hãi vào đạo ngục phán tử tội cũng đừng mơ mộng hảo huyền an tâm chờ chết đi vạn nhất ngươi thật sự chạy thoát thì cút được bao xa thì cút đi còn dám trở về tìm ta muốn chết sao mặt họa ngữ khí lạnh nhạt trong mắt hàm chứa một tia khinh miệt quan đầu đà giận dữ da mặt co giật nhưng cũng không có phản bác trong lòng hắn biết tiểu quỷ này nói rất đúng hiện tại hắn cũng không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của tiểu quỷ này về sau càng khó nói huống chi trong ấn tượng của hắn thân pháp của tiểu quỷ này vô cùng tốt hoặc bất triêm thủ lại thêm thần thức thâm hậu cùng thủy lao thuộc tinh chuẩn mà quỷ dị. Muốn giết hắn rất khó, mà muốn từ trong tay hắn đào thoát, thì càng khó. Quan đầu đà suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi đến nơi đây là muốn hỏi ta điều gì, đúng vậy. Mặt họa cũng không giấu giếm. Quan đầu đà cười nhạo, ta thua ở trong tay ngươi, hận không thể giết ngươi, hôm nay dù sao cũng là chết, sao lại phải trả lời vấn đề của ngươi, mặt họa tỏ ra không sao cả nói, ta chính là đang làm nhục ngươi, ngươi không đáp cũng được, ta tìm người khác hỏi là được. Đúng rồi. Mặt họa giống như nghĩ đến cái gì, nói tiếp, đến lúc đó ta sẽ nói ra, quan đầu đà đại danh đỉnh đỉnh lại xú danh vang xa, thua ở trong tay tiểu tu sĩ 13 tuổi này, bị ta dùng pháp thuật đùa bỡn nửa ngày, giống như một con chuột, trốn đông trốn tây, làm sao cũng trốn không thoát quan đầu đà phun ra một ngụm máu, ngươi dám. Có gì mà không dám, ngươi đây là tự tìm phiền toái, tự có tội tu sẽ tìm ngươi trả thù quan đầu đà quán hận nói ngươi đã ngã vào trong tay ta chớ nói chi là tu sĩ khác tay phải mặc họa nắm hờ ngưng tụ thành thủy lao cười nói đến lúc đó ta sẽ chờ câu cá tới một người bắt một người tới một đôi bắt một đôi dám đến chọc ta một người cũng đừng hòng chạy quan đầu đà cắn răng ta dù sao cũng là cái chết chết cũng không phải xong hết mọi chuyện nha mặc họa lại nói ngươi suy nghĩ một chút nếu ta đem chuyện này nói ra đến lúc đó ngươi liền biến thành trò cười, đạo đình ti, săn yêu sư phụ cận, thậm chí những tội tu kia, đều sẽ lấy ngươi tìm niềm vui. Bọn họ sẽ chế nhạo ngươi, nói ngươi là phế vật, lại có thể thua trong tay một đứa bé, còn mắng ngươi ngu xuẩn, mắng ngươi là ốc heo. Quan đầu đà liên tục ho ra máu. Mặt họa thở dài, ngươi xem đúng không, người sau khi chết cũng chưa chắc thanh tịnh. Nếu làm chuyện xấu bị mắng, ngươi chưa chắc sẽ để ý, nhưng nếu bởi vì ngu xuẩn cùng vô năng bị mắng, cái này không quá để cho người ta chịu được mặt họa nói xong, ánh mắt sáng lên, ta quên nói với ngươi rồi, trong thành có phúc thiện lâu, trong lâu có người kể chuyện, ta sai người biên soạn ngươi thành chuyện xưa, để người kể chuyện kia mỗi ngày quan đầu đà cao giọng nói, câm mồm. Một lát sau, hắn thỏa hiệp nói, ta nói mặt họa có chút chưa thỏa mãn, ta còn chưa nói xong quan đầu đà giận dữ nói, ngươi hỏi, ta nói gì cũng được, hắn chết thì chết, nhưng phải chết thành trò cười, để những tu sĩ thượng vàng hạ cám này tìm niềm vui, đây là tuyệt đối không thể. Mấy chấp ti áp giải quan đầu đà nghe mà trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn mặt họa đều mang theo vài phần khiếp sợ. Trương Lan không giật mình, nhưng cũng có chút cảm khái. Không hổ là đi theo du trưởng lão lăn lộn, lời này còn lợi hại hơn đau, có thể trực tiếp lấy ra tra tấn. Người khác dùng dao găm giết người, người nói chuyện thật tru tâm mặt họa thấy quan đầu đà đã thành thật, liền hỏi trong thương đội ngươi gần đây đánh cướp, có buôn bán đan dược không? Có. Có bao nhiêu đan dược? Không nhiều lắm, mấy chục bình mà thôi, bọn họ làm ăn tạp nham, cũng không đơn thuần bán đan dược. Mặc họa và trương lan liếc nhau, trong lòng đều có chút giật mình. Thương đội kia quả nhiên không phải của quan đầu đà. Vậy ngươi biết khổng thịnh không? Mặc họa lại hỏi. Khổng thịnh là ai? Khổng thiếu gia. Quan đầu đà cười nhạo một tiếng, khổng gia có thể là mặt hàng tốt gì? chưa thấy qua. Mặt họa nhất thời im lặng, tội tu các ngươi cùng khổng gia tám lạng nửa cân, đều không phải là thứ tốt gì, còn ghét bỏ lẫn nhau có thể thiếu gia khổng gia đã chết trong tay đám tội tu các ngươi. Vậy thì sao? Mặt họa hỏi, các ngươi không phải có giao dịch với khổng gia sao? Quan đầu đà ho khan một tiếng, tội tu chúng ta, theo như Linh Thạch làm việc, ai cho Linh Thạch, người đó định đoạt. Không có Linh Thạch, khổng gia gì, thiếu gia hay không thiếu gia gì đó, nếu chọc lão tử khó chịu, cũng sẽ làm thịt mặt họa gật gật đầu đại khái hiểu rõ sau đó lại nói ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng bản đồ này vẽ ở đâu mặt họa lấy từ trong túi trữ vật ra bộ địa đồ viết ngoáy triển khai trước mặt quan đầu đà quan đầu đà đột nhiên ngẩng đầu mắt lộ ra vẻ khiếp sợ ngươi phát hiện hốc tối đúng vậy quan đầu đà lẩm bẩm làm sao có thể mặt họa kỳ quái nói sao lại không thể nào ám cách này giấu cũng không sâu nha dấu hốc tối ở trong sơn động bên ngoài sơn động có trận pháp trận pháp kia đã bị ta giải mặt họa hời hợt nói quan đầu đà cứng người gần như muốn hột máu nói mẹ nó sao ngươi lại là trận sư lập tức hắn cũng hiểu trách không được thần thức của hắn có thể mạnh như vậy còn có trận pháp hắn gặp phải nguyên lai đều là tiểu quỷ này tự mình vẽ mặt họa thì sắc mặt bất thiện nhìn quan đầu đà thầm nghĩ nếu hắn muốn mắng nữa liền rút ra ngàn quân bổng đập nát miệng hắn, quan đầu đà không dám mắng nữa, khóe mắt của lão co giật, sau đó vẻ mặt dần dần chán nản. Sơn động bị phát hiện, tài vật bên trong đều bị mất. Đây chính là hắn giết người cướp của mấy chục năm tích lũy được, hiện tại cho dù hắn có thể may mắn chạy đi, cũng là hai bàn tay trắng. Mặt họa lại dơ lên bản đồ trong tay, bây giờ có thể nói chưa, quan đầu đà hoàn toàn hết hy vọng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì đáng giá giấu giếm. Quan đầu đà thở dài, bức địa đồ này là của một hảo huynh đệ năm xưa của ta, chúng ta đều là tội tu, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ăn thịt, cùng nhau giết người, lại cùng nhau bị đạo đình ti truy nã. Hắn coi tấm bản đồ này như trân bảo, ta muốn mượn xem, hắn không cho, ta hạ độc trong rượu của hắn, nhân cơ hội giết hắn, đoạt bản đồ này. Giết xong ta liền hối hận, dư đồ này chỉ hướng không rõ, không biết có ích lợi gì. Ta nghiên cứu mấy chục năm, vẫn không có đầu mối khiến ta đau lòng nhất chính là chính vì thứ đồ rách nát này ta mất đi một huynh đệ tốt mặt họa nghe vậy hoàn toàn bó tay rồi thẩm vấn xong quan đầu đà đã bị áp giải vào ngục mặt họa hỏi trương lan trương thúc thúc quan đầu đà nói là thật sao trương lan hơi trầm ngâm chậm rãi nói phía trước là thật phía sau cũng không rõ ràng lắm phỏng chừng nửa thật nửa giả người này gian xảo lời nói không thể tin hết được mặt họa gật đầu chuyện có liên quan đến bản đồ hắn khẳng định che giấu cái gì đó nhưng rốt cuộc bản đồ này có liên quan gì manh mối quá ít mặt họa cũng không có đầu mối gì hay là hỏi tên độc nhãn kia một chút mặt họa lại nói hắn nhớ trong tội tu còn có một độc nhãn tu sĩ lớn nhỏ cũng coi là đầu lĩnh biết khả năng nhiều hơn một chút được có rảnh ta liền thẩm vấn hắn ngươi đi về trước đi hình thức này không phải là địa phương tốt gì trương lan nói xong vỗ vỗ trước mũi giống như muốn thổi bay mùi tanh hôi ừm mặt họa cũng cảm thấy mùi vị nơi này khó ngửi đợi lâu sẽ cảm thấy áp lực liền chuẩn bị rời đi trương lan đột nhiên lại nói qua mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm ngươi mặt họa quay đầu lại có chút nghi hoặc tìm ta làm gì quên rồi sao trương lan trừng mắt nhìn mặt họa đã nói là bắt được quan đầu đà đạo đình ti sẽ cho ngươi lợi ích ánh mắt mặt họa sáng lên có lợi ích gì qua mấy ngày nữa sẽ biết. Trương Lan vẫn đang thừa nước đục thả câu. Qua vài ngày, Trương Lan quả nhiên tìm mặt họa, đưa cho mặt họa một cái cẩm nang. Mặt họa mở ra xem, trong túi là một tấm bản bằng đồng xanh. Nguyên liệu không tính là quý báu, cũng không giống như là linh khí, kiểu dáng có chút cổ xưa, thậm chí cổ xưa, khô khan cứng nhắc. Chỉ như vậy, mặt họa có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng đạo đình ti sẽ cho pháp thuật, công pháp, đang dược hoặc là trận pháp gì đó trương lan tức giận nói cái gì gọi là chỉ cái này ngươi biết đây là cái gì không mặc họa lắc đầu đây là lệnh bài của đạo đình ti mặc họa há to miệng không phải là tu sĩ đạo đình ti mới có yêu bài chính thức sao không sai trương lan gật đầu cho nên ngươi làm thế này không phải là chính thức mặc họa sửng sốt giả trương lan thở dài giả a à, mặc họa minh bạch tu sĩ chính thức của đạo đình ti, từ chấp ti, điển ti phía dưới đến phó trưởng ti cùng trưởng ti phía trên, đều phải trải qua khảo hạch mới có thể ghi lại. Khảo hạch rất nghiêm, môn loại phong phú, linh căn, công pháp, võ học hoặc pháp thuật, gia thế bối cảnh, có hay không có án để cuối, trong ba đời có huyết thống dòng chính nhập ma hay không, vân vân. Những thứ này đều là nội dung khảo sát của đạo đình ti. Muốn thông qua khảo hạch, không nói ngàn dặm chọn một, trăm dặm chọn một là có. Hơn nữa ngoại trừ khảo hạch, trong bóng tối còn có các loại quan hệ tu sĩ rắc rối phức tạp, cùng nhân mạch vãng lai. Mặt họa nghĩ đường đường chính chính thông qua khảo hạch, trở thành tu sĩ đạo đình ti, dù chỉ là chấp ti, đoán chừng cũng không quá dễ dàng. Bây giờ có thể thuận tay lăn lộn thân phận ngoài biên chế, cũng không tệ. Khác biệt ngoài biên chế và chính thức ở đâu? Mặt họa hỏi. Trương Lan giải thích, ngoài biên chế ra, có thể giúp đạo đình ti làm việc, đổi lấy công tích, đổi lấy linh thạch, công pháp, pháp thuật, linh khí và trận pháp, vật tư tu đạo. Nhưng không có biên chế của đạo đình ti, không thể tấn thăng, cũng không có quyền hành gì, đãi ngộ càng không thể so sánh với tu sĩ đạo đình ti bình thường. Ừm. Mặt họa nhẹ gật đầu, mặt ngoài làm việc, kỳ thực làm công mà thôi. Trương Lan hừ một tiếng, rất nhiều tu sĩ muốn, còn chưa có cách nào. Mặt họa đi tới, thấp giọng hỏi, lệnh bài này tốt như vậy sao, Trương Lan chỉ chỉ yêu bài trong tay mặt họa. Đối với người khác mà nói, cái này có lẽ chỉ có thể dùng để lăn lộn, có miếng cơm ăn. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là trận sư, không dựa vào cái này để ăn cơm, còn có thể dùng cái này để vặt lông dê của đạo đình ti. Mặt họa liền nhỏ giọng nói, Trương Thúc Thúc, người cũng coi như là người của đạo đình ti, giật dây ta nhổ lông dê của đạo đình ti, có phải là không tốt lắm hay không Trương Lan trừng mắt nhìn mặt họa, ta không giật dây. Yên tâm đi, ta không nói cho người khác biết. Trương Lan có chút bất đắc dĩ, đạo đình nhất thống tu giới, tài nguyên vô số, đạo đình ti phía dưới cũng là gia đại nghiệp đại, ngươi có thể vặt lông của đạo đình ti là bản lĩnh của chính ngươi. Ít nhất có thể để cho trưởng ti chủ động đưa lệnh bài, toàn bộ thông tiên thành, cũng chỉ có một mình ngươi Trương Lan thầm nghĩ. Mặt họa suy nghĩ một chút, Hiếu Kỳ nói, chuyện này làm sao có thể giải quyết được, nói là yêu bài của đạo đình ti, nhưng phía trên chỉ có một ít đường vân đơn giản, cũng không có khắc chữ, nhìn chính là một cái đồng bài bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Cho dù Trương Lan nói có thể nhổ lông dê, Mạc Họa cũng không biết làm sao nhổ. Mạc Họa hỏi xong, cảm thấy mình luôn hỏi Trương Lan như vậy, không phải là đặc biệt tốt, lại vỗ ngực, hào phóng nói, hôm nay ngươi cứ việc ăn uống, ta đến trả tiền. Dù sao quán ăn là nhà hắn mở. Trương Lan bật cười, lắc đầu, nói với Mạc Họa, ngươi giúp đạo đình ti, nếu không có yêu bài này, chỉ có thể coi là nhân tình nhân tình có thể nhẹ có thể nặng cũng chưa chắc có thể cho là thật nhưng có lệnh bài có thể ghi công tích mà công tích có thể đổi thành linh thạch đan dược và linh khí thí dụ như ngươi giúp chúng ta bắt quan đầu đà bắt được xem như chúng ta nhận ân tình của ngươi ta và trưởng ty biết việc này nhưng tu sĩ khác không biết cũng chưa chắc sẽ thừa nhận hiện tại có lệnh bài nhân tình này có thể tính là thành tích được trưởng ty tán thành ghi vào sổ công tích đây là công lao thật sự, qua bên ngoài, người khác không phủ định được. Mặt họa đại khái đã hiểu, lại hỏi, vậy công tích này tính như thế nào? Trương Lan nhấp một mụn trà, tiếp tục nói, đầu tiên là phân chia theo phẩm cấp, ngươi là luyện khí kỳ, vậy công tích này cũng chỉ là nhất phẩm. Tiếp theo là dựa theo công tích lớn nhỏ, chia thành bốn bậc giáp ất bính đinh, công tích khác nhau, có thể đổi được đồ vật khác nhau, nhưng cũng có phần. Lần này ngươi hỗ trợ bắt lấy quan đầu đà, trưởng ti ghi lại các loại ớt cho ngươi, đổi linh thạch, đại khái có một ngàn. Nhiều như vậy. Mặt họa lắp bắp kinh hải. Bắt nhóm người quan đầu đà cộng lại có hơn 20 người, một mình mặt họa có thể được chia một ngàn linh thạch. Đây chỉ là tính theo công tích, ngoài ra còn có một số treo thưởng, thượng vàng hạ cám cộng lại cũng không ít. Quan đầu đà đáng giá như vậy. Vậy bắt thêm mấy tên chẳng phải là phát tài lớn rồi sao, nghĩ gì thế? trương lan xoa nhẹ đầu mặt họa ngươi nghĩ quan đầu đà là đầu củ cải sao muốn bắt mấy người lại dễ sao mặt họa suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu cũng đúng trong đám tội tu kia quan đầu đà tốt xấu gì cũng coi như đại ca cho dù là củ cải cũng là cái lớn nhất kia nhưng mà công tích này tốt nhất giữ lại sau này dùng đổi linh thạch có chút lãng phí trương lan bổ sung nơi này có gì đặc biệt sao sau lưng đạo đình ti là đạo đình truyền thừa cùng tài nguyên nội tình sâu rộng đồ vật lấy làm phần thưởng chưa chắc là trân quý nhất nhưng lại là đầy đủ nhất trương lan kiên những giải thích bất luận là tu luyện hay là vẽ trận pháp tương lai khó tránh khỏi sẽ gặp được một số thứ tuy không quý nhưng khó có được có linh thạch cũng không có chỗ mua loại tình huống này là khó giải quyết nhất mà ngươi có khối yêu bài này có thể trực tiếp từ thương khố đạo đình ti đổi sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái mặt họa nghe liên tục gật đầu loại chuyện này nếu không có trương lan chỉ điểm hắn thật sự không thể nào biết được mặt họa lại có chút lo lắng ta cầm cái lệnh bài này có phải nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của đạo đình ti hay không hắn cũng không muốn có một ngày thật sự làm chó săn của đạo đình ti chỉ có thể làm việc dưới sự bày mưu đặc kế của đạo đình ti trương lan nhíu mày với mặt họa đây là một lợi ích khác của lệnh bài đồng thau này không nghe tuyên thanh đạo đình ti có quyền thuyên chuyển ngươi nhưng kỳ thật không có quyền mệnh lệnh chân chính, chỉ cần ngươi không dựa vào việc này ăn cơm, cùng lắm thì ném lệnh bài đi, lão tử không làm nữa, không ai có thể làm gì ngươi. Đây chính là vô dục tắc cương sao, Trương Lan suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng coi như vậy. Chỉ cần ngươi không bè lũ xu nịnh, nghĩ luồn cuối, kỳ thật rất dễ dàng. Nói như vậy, mặt họa liền yên tâm. Hắn là trận sư, quả thực không dựa vào cái này để ăn cơm, cái lệnh bài này cũng chỉ dùng để vặt lông dê. Lập tức mặt họa thở dài, ta hiện tại thân phận có chút phức tạp. Hắn chủ yếu là trận sư, sau đó lại là săn yêu sư, bây giờ còn là một tiểu lưu manh vặt lông của đạo đình ti. Mặt họa suy nghĩ một chút, cảm thấy thân phận nhiều cũng tốt. Tu giới cửu châu, rộng lớn vô biên. Lỡ như tương lai ra bên ngoài sông sáo, gặp phải chuyện khó gì, nhiều thân phận cũng sẽ nhiều thêm một con đường. Cảm ơn Trương Thúc Thúc, mặt họa thành tâm nói. Có rảnh cũng cảm ơn lão trưởng ti, không có hắn cho phép, ngươi cũng không có cái lệnh bài này. Trương Lan nói. Vậy ngươi thay ta cảm ơn trưởng ti, lần sau có việc, ta còn hỗ trợ. Có thể vặt lông dê, tính tích cực của mặt họa cao hơn không ít. Trương Lan cười nói, được, ta trở về nói với trưởng ti. Chỉ chốc lát sau, Khương Vân mang thức ăn lên cho bọn hắn, tổng cộng 5-6 đĩa, có mặn có chay, còn có rượu ngon. Trương Lan nhướng mày, không sai, bây giờ còn rất hào phóng. Mặt họa cười hắc hắc nói, ngươi ăn thoải mái, đều tính cho ta. Hơn một ngàn linh thạch A, mặt họa mời Trương Lan ăn một tháng cũng không sao. Được, vậy ta không khách khí nữa. Vì chuyện của quan đầu đà và khổng thịnh mà buông ba rất lâu, ăn gió nằm sương, miệng nhạt nhẽo, Trương Lan quả thật cũng muốn khao thưởng bản thân. Trương Lan ăn, mặt họa cũng ở một bên bưng chén nhỏ chọn món mình thích ăn hai người vừa ăn vừa trò chuyện sau khi cơm nước no nê trương lan trở về mặt họa suy nghĩ một hồi về chuyện địa đồ vẫn không có đầu mối gì tạm thời buông xuống trước xem trương lan có thể hỏi được gì từ miệng độc nhãn hay không mặt họa trước tiên vẫn đặt tâm tư vào thuật ẩn nấp hắn rất muốn học được thuật ẩn nấp thuật ẩn nấp có thể ẩn nấp có thể trinh sát có thể tự bảo vệ mình có thể âm người. Ẩn nấp bên ngoài dường như không có tác dụng gì, nhưng vận dụng thích đáng, lại là một môn pháp thuật công phòng nhất thể. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Tiến có thể công bất ngờ, lui có thể trốn ngàn dặm. Mặc dù thuật ẩn nấp bị nhìn thấu, hắn vẫn còn thể thủy bộ đi đến cùng, không đến mức rơi vào tuyệt địa tiến thoái lưỡng nan giống như điêu lão tam. Dù là gặp phải cục diện tu sĩ hỗn chiến, cũng có thể thành thạo ứng đối. Mặt họa còn nhớ rõ khôi lão đã dạy hắn, pháp thuật ngàn vạn, mỗi người mỗi vẻ, vận dụng chi diệu, tồn tại một lòng. Ẩn nặc thuật quả thực phù hợp với những lời mà khôi lão nói. Chỉ là linh căn của mặt họa không quá thích hợp, cho nên tu ra là một thuật ẩn nấp gà mờ. Mặt họa cao mày suy tư. Linh căn của tu sĩ khác nhau, năng lực khác nhau, có dài tất có ngắn. Nếu ẩn nặc thuật không trọn vẹn, có phương pháp nào khác bổ cứu không? mặt họa suy nghĩ nửa ngày biện pháp duy nhất có thể nghĩ đến chính là trận pháp đây cũng là điều hắn am hiểu nhất hắn lấy từ trong túi trữ vật ra thiên trận đồ lục mà trang tiên sinh đưa cho hắn lật nửa ngày nhìn đến hoa cả mắt cũng không tìm được trận pháp có liên quan để ẩn nấp mặt họa gãi gãi đầu đi hỏi bạch tử thắng trước ẩn nặc trận bạch tử thắng có chút kinh ngạc nhìn xung quanh một chút hạ giọng nói ngươi muốn làm tặc sao mặt họa lườm hắn một cái nhấn mạnh nói, ta là tu sĩ đứng đắn, vậy ngươi học trận pháp này làm gì, đương nhiên là dùng để tự bảo vệ rồi. Mặt họa nói, còn có âm nhân đương nhiên lý do này mặt họa không nói ra, bởi vì nghe không quá đứng đắn. Bạch tử thắng có chút ngay thẳng, không nghi ngờ gì, cực đầu nói đúng vậy, thuộc ẩn nấp rất thích hợp để tự bảo vệ mình. Ngươi biết trận đồ của ẩn nặc trận không? Bạch tử thắng lắc đầu, quay đầu hỏi bạch tử hy, tử hy, ngươi biết không, Bạch Tử Hy cũng lắc đầu. Đây là trận pháp hiếm có, tàn kinh các bạch gia hẳn là có, nhưng ta không mang ra. Mặt họa có chút đáng tiếc, vậy thì vẫn chỉ có thể đi quấy rầy trang tiên sinh. Lập tức hắn lại có chút nghi hoặc, vì sao ẩn nặc trận sẽ là trận pháp hiếm có? Bởi vì ẩn nặc thuật hiếm có sao, đúng. Bạch Tử Hy nhẹ gật đầu. Thấy mặt họa có chút không rõ, Bạch Tử Hy lại kiên nhẫn giải thích cho hắn linh căn đặc thù, truyền thừa khang hiếm, loại pháp thuật này rất khó học, mà có thể đạt thành trận pháp hiệu quả tương tự, cũng liền càng hy hữu. Mặt họa hiểu rõ. Truyền thừa ẩn nặc thuật khó được, yêu cầu linh căn cũng tương đối hà khắc, phải có thủy linh căn đơn hệ mới có thể học. Nếu là trộn lẫn thuộc tính linh căn khác, sẽ giống như mặt họa, học thành gà mờ, thủy hình phụ thể, nhưng cũng không thể hoàn toàn ẩn hình. Bởi vậy tu sĩ có ẩn nặc thuật rất thưa thớt, cho nên trận pháp có thể ẩn nấp cũng tương đối trân quý mặt họa gật đầu trong lòng cảm kích hỏi bạch tử hy ngươi có gì muốn ăn không bạch tử hy do dự một chút lấy một quyển sách dạy nấu ăn từ trong túi trữ vật ra lật đến trang đã viết xong chỉ vào một món điểm tâm tên là hoa hảo nguyệt ở phía trên nói cái này mặt họa nhìn một chút tên là hoa hảo nguyệt viên có chút giống bánh trung thu dùng hoa làm nhân hoa quế hoa đào hoa hòe hoa hải đường đều có mùi hoa thơm phức cũng không biết nhiều hoa như vậy xen lẫn cùng một chỗ mùi vị có kỳ quái hay không Mặt họa tiếp nhận sách dạy nấu ăn thu vào túi trữ vật được ta để mẫu thân xem một chút ừm bạch tử hy ánh mắt trong suốt rạng rỡ sinh huy Mặt họa chuẩn bị đi tìm trang tiên sinh vừa quay đầu đã nhìn thấy bạch tử thắng đang trong mông nhìn mình có chút bất đắc dĩ nói ngươi lại muốn ăn cái gì bạch tử thắng thốt ra thịt thỏ rất phiền phức không vội nếu có nhớ mang cho ta một ít là được. Bạch tử thắng nói. Được rồi. Bạch tử thắng cũng cảm kích nói, về sau ta giúp ngươi đánh nhau. Được. Mặt họa gật đầu, đánh nhau nhất định gọi ngươi. Ngay cả tuyết di chưa chắc đã chịu để ngươi đi đánh. Con cháu thế gia đứng đắn, công khóa tu đạo nặng hơn, khung sáo cũng nhiều hơn, ngược lại cũng không tự do. Giống như tiền hưng và khổng thịnh, mặc dù tự do nhưng cũng không thể vô thiên mặc họa trong lòng thở dài sau đó đi bái kiến trang tiên sinh hỏi chuyện trận pháp ẩn nấp trang tiên sinh nghe vậy liền nói bây giờ ngươi còn không học được mặc họa yếu ớt hỏi rất khó học sao đúng là có chút khó học trang tiên sinh nói sau đó liếc nhìn mặc họa một cái nhưng đối với ngươi mà nói thì không khó dù sao phục trận khó như vậy ngươi cũng vẽ ra hình ra dáng trang tiên sinh trong lòng yên lặng nói đó là vì thần thức. Mặt họa suy đoán. Không sai. Trang tiên sinh gật đầu. Mặt họa kinh ngạc nói, ẩn nặc trận này sẽ không phải cũng có 10 đạo trận văn chứ, nào có thể là một trận pháp, đều có 10 đạo trận văn, trận pháp 10 văn còn không có giá rẻ như vậy. Trang tiên sinh bật cười, lắc đầu, lại nói trận ẩn nặc chỉ có 9 đạo trận văn, nhưng trận văn đặc thù, vẽ lên càng hao tổn thần thức, cần thiết thần thức cũng nhiều hơn trận pháp nhất phẩm cũ văn bình thường thần thức của nó từ chín văn trở lên, không đến 10 văn. Mặt họa lại hỏi, vậy rốt cuộc là bao nhiêu, từ chín hoa văn trở lên, không tới 10 hoa văn. Nhìn chỉ kém một văn, nhưng lượng thần thức lại kém gấp đôi. Như Trang Tiên Sinh đã nói trước đó, cửu văn luyện khí, thập văn trúc cơ, thần thức từ cửu văn đến thập văn, cần vượt qua khe rảnh luyện khí đến trúc cơ, thần thức cũng có sự chênh lệch rất lớn. Trang Tiên Sinh cười nói, không phải lúc trước ta đã cho ngươi nghịch linh trận chính đạo rưỡi sao, mặt họa gật đầu. Ngươi học được cái kia, thần thức cũng đủ để học ẩn nặc trận. Trang tiên sinh nói, thần thức cần thiết cho ẩn nặc trận đại khái là chính đạo rưỡi sao, chính đạo rưỡi, còn thiếu một chút. Trang tiên sinh nói rất nghiêm cẩn. Đệ tử hiểu rồi, cảm ơn tiên sinh. Đã có mục tiêu, vậy thì đơn giản, hơn nữa chính đạo rưỡi thần thức, đối với mặt họa mà nói, cũng không phải xa không thể chạm. Sau khi mặt họa cáo từ, Trang tiên sinh nhíu mày trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong phòng trúc, thân hình khôi lão dần dần hiện ra. Trang tiên sinh bèn nói với khôi lão, người nói đúng, muốn luyện khí cảnh có thần thức trúc cơ, đúng là hơi khó. Mặt họa đứa nhỏ này, thần thức tăng trưởng rất nhanh nha, khôi lão thản nhiên nói. Ánh mắt trang tiên sinh thâm thúy, đúng là rất nhanh, nhưng còn chưa đủ nhanh ánh mắt đờ đẫn của khôi lão nhìn sang hắn. Trang tiên sinh liền nói, trong tất cả tu sĩ ta thấy, thần thức của hắn tăng trưởng, đã coi như nhanh nhất, nhưng muốn mượn cái này đột phá giới hạn của luyện khí thần thức, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Cần bao lâu, khó mà nói. Trang tiên sinh lắc đầu nói, theo tiến độ hiện tại, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm. Hơn nữa thần thức tăng trưởng càng về sau càng chậm, nếu xảy ra sơ suất gì, tiêu tốn mấy chục năm trúc cơ cũng có khả năng khôi lão nhíu mày trong phòng nhất thời có chút trầm mặc có cách gì không khôi lão nói đầu ngón tay trang tiên sinh gõ lên tay viện ghế trúc ánh mắt biến ảo bất định một lúc lâu sau thở dài để ta suy nghĩ đã sau khi mặc họa trở về ngoại trừ tu luyện thường ngày ra tất cả tâm tư đều đặt ở trên nghịch linh trận buổi tối chìm vào thức hải luyện nghịch linh trận trên đạo bia ba ngày ở trong phòng nhỏ của mình hoặc là ở trên bàn quán ăn vẫn vẽ một bộ nghịch linh trận cứ như vậy qua 10 ngày, thần thức tăng trưởng không ít, chính đạo rửa nghịch linh trận không trọn vẹn này, hắn cũng có thể vẽ đại khái, đoán chừng không bao lâu nữa là có thể vẽ ra. Chỉ cần có thể vẽ ra chính đạo rửa nghịch linh trận này, hắn liền có thể đi tìm trang tiên sinh, thỉnh giáo cách vẽ ẩn nặc trận. Học được ẩn nấp trận, mặc họa có thể dựa vào trận pháp bổ sung thuật ẩn nấp của bản thân không đủ. Chỉ cần nắm giữ thuật ẩn nấp, gặp phải chuyện gì, tiếng thối sẽ càng có nhiều đường sống bạch tử hy đưa cho hắn bản nấu ăn hắn cũng giao cho mẫu thân đồng thời cũng chỉ vào bánh ngọt tên là hoa nguyệt viên kia nói nương con muốn ăn cái này lại tham ăn liễu như hoa điểm điểm cái mũi mặt họa ngữ khí có chút trách cứ thần sắc lại mang theo cưng chiều nàng tiếp nhận thiện phổ nhìn thoáng qua lại có chút nghi hoặc nói đây là ngươi muốn ăn sao mặt họa ngày thường mặc dù không kén ăn nhưng khẩu vị mà hắn thích nàng làm mẫu thân vẫn là rõ ràng phần bánh ngọt này dùng nhiều hoa như vậy làm nhân bánh, khó tránh khỏi có chút ngọt ngấy, chỉ sợ không phải chính hắn muốn ăn. Mặt họa trừng mắt nhìn, nương, con muốn thay đổi khẩu vị. Ngọt, có hoa, liễu như hoa có chút hiểu ra, lập tức bật cười nói, được, mẫu thân làm cho ngươi. Hoa đẹp trăng tròn, tuy nói hơi rườm rà, nhưng nguyên liệu cũng không quý, liễu như hoa nghiên cứu hai ngày, liền hiểu cách làm, hấp một lồng ra. Mặt họa cất kỹ bánh ngọt này, lúc bái phỏng trang tiên sinh, mang cho bạch tử hy. Bạch tử thắng cũng có một phần, là thịt thỏ hắn tâm tâm niệm niệm. Đây là điểm thực khách, mặt họa để mẫu thân làm nhiều một chút, giữ lại cho bạch tử thắng ăn. Dưới cây hòe lớn, bạch tử thắng ăn đến mức mặt mày hớn hở. Bạch tử hy thì vẫn ăn văn tĩnh mà ưu nhã như cũ, hơn nữa rất chân thành, mấy cánh hoa dính ở bên môi cũng không phát giác. Mặt họa nhìn xem, vốn định nhắc nhở, lại phát hiện môi nàng còn đỏ hơn cả hoa, nhất thời ngơ ngẩn, quên mở miệng. Bạch tử hy thấy mặt họa nhìn nàng, còn tưởng rằng hắn cũng muốn ăn, do dự một chút, mới lấy ra một khối, đưa cho mặt họa. Mặt họa sửng sốt, lắc đầu, ngươi ăn đi. Lúc trước hắn đã nếm qua, hương hoa quá nặng, cũng quá ngọt, ăn nhiều có chút ngán, cho nên không thể ăn quá nhiều. Bạch tử hy hỏi, ngươi thật sự không muốn, mặt họa suy nghĩ một chút, vẫn nhận lấy ngán một chút thì ngán một chút ăn một miếng cũng không sao bạch tử hi nhẹ nhàng gật đầu hai người không nói một lời yên tĩnh ăn bánh hoa dưới tàn cây từ đó về sau mặt họa vẫn học nghịch linh trận thỉnh thoảng rảnh rỗi hắn cũng lấy bản sao của bản đồ kia ra xem chỉ là suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu địa đồ này rốt cuộc vẽ ở đâu ra trong đại hắc sơn còn có tên quan đầu đà và độc nhãn nào đó thẩm vấn thế nào rồi không biết có manh mối mới hay không hôm nay mặc họa vẫn đang luyện tập nghịch linh trận trong quán ăn trương lan lại tới ăn cơm chỉ là vẻ mặt có chút ngưng trọng thấy mặc họa trương lan muốn nói lại thôi đã xảy ra chuyện gì sao mặc họa hỏi trương lan hơi trầm tư vẫn nói tội tu độc nhãn kia hai mắt mặc họa tỏa sáng trương lan khẽ thở dài hắn vốn không muốn nói với mặc họa mặc họa đã giúp bọn hắn bắt được quan đầu đà việc này đã tính toán xong phía dưới chính là chuyện của đạo đình ti, thẩm vấn, định tội và hành hình. Những thứ này vốn không liên quan đến mặt họa, nhưng nếu như những gì tu sĩ độc nhãn nói là thật, việc này chỉ sợ đều có quan hệ với tất cả sang yêu sư. Trương Lan nói tiếp, chuyện có liên quan đến bản đồ, quan đầu đà đích thực đã nói dối. Mặt họa hừ một tiếng, tên quan đầu đà kia, sắp chết đến nơi còn không thành thật. Sau đó hỏi, độc nhãn nói gì rồi? Ánh mắt Trương Lan ngưng lại, bản đồ kia đích thật là bản đồ của đại hắc sơn mặt họa nhăn mày lại mơ hồ cảm thấy có chút không ổn trương lan tiếp tục nói trong tội tu có một lời đồn đãi người tay đầy máu tanh nếu cùng đường mặt lộ có thể vào đại hắc sơn từ khi nào thì tin đồn này bắt đầu mặt họa hỏi rất sớm đã có theo lời độc nhãn kia nói không sai biệt lắm có một hai trăm năm trước trong tội tu đã có cách nói này trương lan nói với giọng điệu nặng nề chỉ là trước đây ít người tin thông tin thành hẻo lánh đại hắc sơn lại hung hiểm cho nên tội tu không nhiều lắm nhưng gần đây thì khác gần đây thông tin thành dần dần hưng thịnh tán tu giàu có thương nhân qua lại nhiều hơn chất béo cũng nhiều không ít tội tu đều tụ tập ở đại hắc sơn cho nên chúng ta mới có thể một mẻ hốt gọn bọn họ cũng đạt được manh mối này trương lan càng nói giọng điệu càng nghiêm trọng nếu quả thật như thế phiền toái lớn nhất của Đại Hắc Sơn, chỉ sợ cũng không phải là những tội tu này. Người tay đầy máu tanh, nếu cùng đường, có thể vào Đại Hắc Sơn mặc họa lẩm bẩm một lần, hỏi, sau đó thì sao? Vào Đại Hắc Sơn, lại có thể làm gì? Trương Lan lắc đầu, cái này thì không biết. Hoặc là nói, có thể biết, chỉ sợ còn chưa bị chúng ta bắt được. Quan đầu đà và độc nhãn đều không biết sao, đúng vậy. Trương Lan gật đầu nói, đều dùng hình, hay là không nói, đoán chừng là thật sự không biết. Nếu những tội tu này không biết, vậy manh mối duy nhất chính là mặt họa trong lòng nhảy dựng. Vậy bản địa đồ kia, Trương Lan chậm rãi nói, ta cũng nghĩ như vậy, nếu có thể biết được vị trí của địa đồ, có lẽ có thể biết được chân tướng của lời đồ này. Chỗ quan đầu đà thì sao? Tấm địa đồ này là của hắn. Trương Lan có chút thất vọng, hắn cũng không biết, bức địa đồ này thật sự là hắn giết người cướp được, nhưng vị trí ở đâu Đi thế nào, hắn cũng dốc đặt cán mai. Ngược lại độc nhãn kia, nói hắn gặp được một chuyện lạ. Chuyện lạ? Mặt họa nhíu mày. Trương Lan khẽ vút cầm, đem chuyện này nói cho mặt họa nghe. Hắn nói hơn 10 năm trước, hắn đến Đại Hắc Sơn đánh cướp, không thu hoạch được gì. Buổi tối bọc áo đơn, mạo hiểm gió núi, ngủ trên cây đại thụ. Hắn không dám ngủ dưới tàn cây, sợ nửa tỉnh nửa mê, bị yêu thú ăn mất. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn nghe được có người nói chuyện. Người nói chuyện không biết là hai người, hay là ba người, hạ thấp giọng xuống, giọng khàn khàn, trong đêm có chút quái dị, cũng nghe không rõ ràng. Hắn lẻ loi một mình, ở trên đại thụ thở mạnh cũng không dám thở dốc, vụn vặt nghe nửa ngày, mới nghe ra đại khái. Đám tu sĩ dưới cây này cũng là tội tu, giống như là gian dâm cướp bóc, diệt cả nhà tu sĩ, cướp đoạt gia sản linh thạch, bị đạo đình ti truy lùng, cùng đường mạc lộ, lúc này mới nghĩ chạy đến đại hắc sơn tị nạn tu vi bọn họ cao thâm trong lời nói thủ đoạn tàn nhẫn tu sĩ độc nhãn e ngại trong lòng rung lẫy bẫy trên cây thẳng đến lúc bình minh thấy bốn phía không có người hắn mới dám xuống cây hơn nữa từ nay về sau hắn không gặp lại đám tội tu này ở đại hắc sơn đám tội tu này nói là ẩn thân tị nạn ở đại hắc sơn thật sự giống như bốc hơi khỏi nhân gian biến mất không thấy mặt họa nghe vậy đáy lòng sinh ra một cổ hàng ý nếu quả thật như thế đại hắc sơn tạng ô nạp cấu nước bên trong cũng quá sâu trương lan thấy bốn phía còn có thực khách sau khi suy nghĩ một chút lại hạ giọng nói với mặt họa tên độc nhãn kia còn nghe được đám tội tu này nói qua một câu trương lan thần sắc ngưng trọng mặt họa trong lòng hơi rung lên câu gì trương lan trầm tư một lát chậm rãi nói hắc sơn sương mù có thể tụ tập nơi này canh ba đêm đặt tên hỏi đường trong lòng mặt họa hơi cảm thấy sợ hãi, yên lặng ghi nhớ 16 chữ này. Xem ra địa đồ này không phải chuyện đùa, nếu không biết rõ ràng, tất nhiên là một tai họa ngầm cực lớn. Tu sĩ dựa núi ăn núi, nhập gia tùy tục. Gần thông tiên thành không có linh điền màu mỡ, không có sông biển mênh mông, cũng không có linh thú để nuôi dưỡng. Tán tu ở phụ cận đều phải kiếm ăn ở trong đại hắc sơn. Mà thành nam, luyện khí hành, luyện đan hành, thậm chí là phúc thiện lâu, cũng đều ý lại săn yêu sư săn bắn yêu thú, bóc lấy tài liệu xương thịt, cung cấp luyện khí, luyện đan và nấu nướng tài liệu. Mặt họa học trận pháp, cũng cần hấp thu lượng lớn yêu huyết, điều phối linh mực. Toàn bộ tu sĩ thông tiên thành, bất kể là tu đạo sinh sản hay là sinh hoạt, đều cùng một nhịp thở với Đại Hắc Sơn. Nếu Đại Hắc Sơn có hung hiểm ẩn sâu, vậy thì phiền phức lớn rồi. Sau đó mặt họa vừa học nghịch linh trận, lúc rảnh rỗi liền đi vào Đại Hắc Sơn, gặp phải nơi vắng vẻ hoặc là lạ mặt, liền lật ra bản địa đồ của tội tu kia so sánh một chút, nhìn xem có thể tìm được vị trí đánh dấu của địa đồ hay không. Thế nhưng tìm mấy ngày vẫn không thu hoạch được gì. Mặt họa tâm sinh chán nản, ngẩng đầu nhìn lại, chợt thấy xa xa sương mù tràn ngập, che lại dãy núi trùng điệp, che khuất ánh nắng, một mảnh sương mù mông lung, không biết nơi nào là núi, nơi nào là vách núi. Nơi đó là thâm sơn Đại Hắc Sơn, cũng là địa phương hung hiểm nhất Đại Hắc Sơn đồn đãi thâm sơn hung hiểm khó lường tu sĩ có đi không có về mặt họa nhìn một chút bỗng nhiên giật nảy mình hít vào một mụn khí lạnh hắc sơn sương mù có thể tụ tập nơi này vị trí được đánh dấu trên bản đồ này không phải là thâm sơn của đại hắc sơn chứ mí mắt mặt họa nhảy lên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng ngoại sơn hắn rõ như lòng bàn tay nội sơn quá lớn hắn không nói rõ như lòng bàn tay nhưng cũng rất quen thuộc vị trí mà bản địa đồ ghi lại nếu thật sự ở nội sơn hoặc ngoại sơn vậy hắn khẳng định có ấn tượng không ở ngoại sơn không ở nội sơn vậy khẳng định ngay tại thâm sơn tội tu biến mất không thấy núi sâu có đi không có về trong lòng mặt họa có suy đoán một trận hàng ý sông lên đầu hắn vội vàng thi triển thân pháp một đường chạy về thông tiên thành thở hồng hộc tìm du trưởng lão vội vàng hỏi du trưởng lão có ai từng đi qua thâm sơn không du trưởng lão nghe vậy hoảng sợ sao lại hỏi cái này? Thâm sơn nguy hiểm, ngươi không thể đi. Hắn còn tưởng rằng mặt họa tò mò, muốn đi thâm sơn chơi đùa. Ta không đi, ta hỏi. Mặt họa thở hỗn hển, có phải sang yêu sư chỉ cần vào núi sâu, là chưa từng trở lại hay không? Du trưởng lão thấy thần sắc mặt họa ngưng trọng, hơn nữa ngữ khí nghiêm túc, trong lòng biết chỉ sợ không phải việc nhỏ, liền gật đầu nói đúng là có việc này. Bắt đầu từ lúc nào? Du trưởng lão nhíu mày suy tư, một lát sau nói, đại khái 200 năm trước, có lẽ hơn 300 năm trước, ngài cũng không rõ ràng sao, ta cũng mới sống hơn 200 năm, chuyện trước đó, ta làm sao rõ ràng, chỉ có thể nghe nói. Du trưởng lão sờ sờ râu, nhớ lại, rồi sau đó nói, tự hồ hơn 300 năm trước, thâm sơn tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn có thể đi vào. Có thể vào sao? Mặt họa hơi kinh ngạc. Du trưởng lão gật đầu, có thể đi vào nhưng mà sương mù dày đặc, chướng khí độc, yêu thú cũng mạnh, nhị phẩm yêu thú cũng nhiều hơn một chút. Du trưởng lão suy nghĩ một chút, lại nói, khi đó mặc dù gọi là thâm sơn, nhưng kỳ thật coi như là nội sơn, chẳng qua là địa phương nguy hiểm nhất nội sơn. Nhưng sau đó tiến vào thâm sơn, có rất nhiều săn yêu sư đi không trở về, dần dần không ai dám đi, thâm sơn đại hắc sơn cũng trở thành cấm kỵ. Tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không dám vào sao, du trưởng lão nheo mắt, trúc cơ cũng không dám, bởi vì bên trong có tu sĩ trúc cơ đã từng chết mặt họa mở to hai mắt tu sĩ trúc cơ cũng sẽ chết ở bên trong du trưởng lão gật đầu không phải mất tích mà là chết ở bên trong mặt họa nghi ngờ nói theo lý mà nói mất tích chưa hẳn đã chết làm sao khẳng định sẽ chết ở trong núi sâu bởi vì thi thể đã được tìm thấy ở bên ngoài núi sâu mặt họa càng nghe càng cảm thấy kỳ quặc người chết là ai thần sách du trưởng lão có chút phức tạp đã từng là đại trưởng lão của tiền gia Tiền gia. Mặt họa có chút khó có thể tin. Du trưởng lão khẽ vuốt cầm, cùng mặt họa nói, năm đó ta còn là một luyện khí nho nhỏ, nghe nói đại trưởng lão tiền gia vào núi sâu, bạc vô âm tính, qua nửa tháng, lão tổ tiền gia liền dẫn người, muốn vào núi sâu tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một đại trưởng lão của gia tộc A, quyền cao chức trọng, sao có thể chết không minh bạch. Khi đó thế lực của tiền gia đã rất lớn, người đông thế mạnh, cho nên dám vào núi sâu, nhưng dù vậy, cũng không dám có chút chủ quan. Trên dưới tiền gia, từ trúc cơ đến luyện khí, gần như toàn bộ thành viên đều xúc động, tu sĩ kề sát nhau, kết thành lưới người, để mạnh từ ngoài vào trong núi sâu, cuối cùng tìm được đại trưởng lão tiền gia đã chết dưới một gốc cây bên ngoài. Nghe nói cái chết vô cùng kỳ quặc, thiếu mất một cánh tay, dường như bị yêu thú cắn đứt, nhưng dù sao việc này cũng chỉ là lời đồn, đến nay tiền gia cũng không để lộ nguyên nhân cái chết ra ngoài. Sau đó thì sao? Mạc Họa hỏi. Sau đó thì không giải quyết được gì, tiền gia không dám thâm nhập sâu hơn nữa, đại trưởng lão Trúc Cơ Kỳ đã chết, thi thể cũng đã tìm được, cũng coi như có cái bàn giao. Lại vào núi sâu, nếu thật sự gặp phải đại hung hiểm gì, đoán chừng tiền gia sẽ diệt môn. Du trưởng lão có chút hả hê, lại có chút đáng tiếc. Đoán chừng là bởi vì đại trưởng lão tiền gia chết mà cười trên nỗi đau người khác, lại bởi vì tiền gia không có tài mà thua ở trong núi sâu, mà có chút đáng tiếc mặt họa nói từ đó về sau không có tu sĩ nào dám vào núi sâu sao du trưởng lão sửa lại có người dám nhưng không ai có thể đi ra thế gian này người gan to bằng trời hoặc là nói không biết trời cao đất rộng rất nhiều vừa có kẻ tài cao gan lớn cũng có kẻ vụng về không biết sợ nhưng vô luận như thế nào vào núi sâu cũng chưa từng đi ra ánh mắt mặt họa phức tạp chậm rãi nói bọn họ là tự nguyện đi vào sao du trưởng lão cười cười còn muốn nói gì đột nhiên ngẩn ra vẻ tươi cười trên mặt dần dần nhạt đi, ngưng trọng nói, ngươi, có phải đã biết cái gì hay không? Mặt họa lấy bản đồ ra, giao cho du trưởng lão, lại kể lại chuyện của quan đầu đà và đám tội tu kia, bao gồm 16 chữ kia. Hắc sơn sương mù, có thể tụ học nơi này, canh ba đêm, ném đá hỏi đường. Du trưởng lão lẩm bẩm, càng nghĩ càng kinh hãi. Tâm tư của hắn nhanh chóng xoay chuyển, thanh âm khẽ rung nói ý của ngươi là, thâm sơn đại hắc sơn này rất có thể là một ổ tặc khổng lồ, hai ba trăm năm qua, vẫn luôn có tội tu cùng hung cực ác, ẩn núp ở bên trong, mặt họa chậm rãi gật đầu. Du trưởng lão nhịn không được đứng dậy, cao mày, đi qua đi lại trong sảnh. Đi tới đi lui vài vòng như vậy, du trưởng lão sửa sang lại suy nghĩ, lúc này mới ngồi xuống, uống chén trà, bình phục tâm tình, trầm giọng nói đúng là có loại khả năng này hơn 200 năm qua, tu sĩ từ nơi khác không nói, cho dù là sang yêu sư, cũng có không ít người mất tích ở thâm sơn liệp yêu hành trưởng lão lúc trước, bao gồm ta, cũng đều ngàn lần dặn dò, vạn lần không được vào núi sâu, nếu không sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng có săn yêu sư không nghe khuyến cáo, vào núi sâu, không có tin tức. Trước đó ta chỉ hận hắn ngu dốt, không biết sống chết, bây giờ nghĩ lại, mới phát giác trong này cực kỳ kỳ quặc. Có thể làm săn yêu sư, có thể lăn lộn ở nội sơn, có ai không biết đại hắc sơn hung hiểm. Lại có mấy người không thương tiếc tính mạng, làm sao có thể nóng đầu, liền đi vào trong núi sâu cho dù không thương tiếc tính mạng của mình thê tử và hài nhi của bọn họ đều chỉ trông cậy vào hắn săn yêu kiếm linh thạch sống qua ngày mang theo người nhà lại thế nào dám dễ dàng lấy thân mạo hiểm một khi chết để lại cô nhi quả mẫu sống trong đau khổ sao bọn họ có thể không rõ hiện tại xem ra bọn họ không phải tự nguyện tiến vào thâm sơn mà là bị bắt hoặc là bị giết lại bị người mang vào thâm sơn du trưởng lão nói xong vỗ mạnh xuống bàn giận dữ nói Thật sự là đáng chết, hơn 200 năm a, à, tại Đại Hắc Sơn mất tích nhiều liệt yêu sư như vậy. Có một số tất nhiên là bị yêu thú giết chết, nhưng ở trong đó, bị những ác nhân này giết chết, sau đó kéo vào núi sâu, không biết có bao nhiêu. Mấu chốt là qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều không hề phát giác. Du trưởng lão nghĩ lại, có lẽ chính bởi vì Đại Hắc Sơn hung hiểm, tu sĩ mất tích là chuyện rất bình thường, cho nên bọn họ mới dùng cái này làm yểm hộ, thần không biết quỷ không hay giết người đấy lòng du trưởng lão dần dần lạnh lẽo. đám người này làm nhiều việc ác, trù tính đã lâu, tâm cơ thật thâm trầm. du trưởng lão thở một hơi thật sâu, nói với mặt họa: ta sẽ thông báo xuống dưới. việc này vô luận thật giả, tất cả mọi người đều có phòng bị. thân pháp ngươi mặc dù tốt, nhưng phải cẩn thận một chút. mặt họa gật đầu nói: yên tâm đi, du trưởng lão, ta sẽ cẩn thận. du trưởng lão vui mừng gật đầu. nếu không phải mặt họa tâm tư tinh tế phát hiện ra chuyện mờ ám trong này, có khả năng qua 10 năm 500 năm nữa, cũng chưa chắc bọn hắn sẽ ý thức được trên đại hắc sơn lại có nguy hiểm bậc này. Bên cạnh giường, có ác hổ ngủ say, Du trưởng lão thở dài, lông mày nhíu chặt lại. Sau đó Du trưởng lão đem tin tức thâm sơn truyền xuống, một đám săn yêu sư nghe xong khiếp sợ không thôi. Những năm gần đây, trong số săn yêu sư mất tích, có phụ thân, trưởng bối, huynh đệ hoặc là thân hữu của bọn họ. Săn yêu vốn hung hiểm, sinh tử khó liệu mất tích cũng không có cách nào mọi người cũng chỉ có thể đem bi thương để ở đáy lòng tiếp tục cố gắng sống sót nhưng bây giờ biết được trong núi sâu còn có bí ẩn bực này những săn yêu sư này có lẽ không phải mất tích mà là bị giết hại đến nay hài cốt cũng không còn mọi người vừa kinh hãi vừa phẫn nộ mấy ngày sau liệp yêu sư phàm là vào núi đều tập trung tinh thần vừa muốn tìm ra một ít dấu vết của tội tu cũng lưu ý xem có vị trí nào được đánh dấu trên bản đồ hay không chẳng qua vẫn không có chút manh mối nào đám ác nhân này ẩn nấp hai ba trăm năm trong thời gian ngắn quả thực rất khó tìm được liệp yêu sư lòng đầy căm phẫn thế nhưng không thể làm gì đại Hắc sơn bên trong nội sơn mặt họa ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn trước mắt chính là núi sâu chướng vụ tràn ngập bao phủ dãy núi thần thức phóng ra ngoài cảm giác được tàn ảnh linh lực hỗn loạn mơ hồ giống như các sợi tơ linh lực đang xen bệnh thành một đám từng mảnh từng mảnh che khuất tất cả mọi thứ trong nội sơn hắc sơn sương mù có thể tụ tập nơi này mặc họa nhắc lại một lần sau đó mở ra địa đồ bắt đầu thẩm tra đối chiếu từng nơi ở giữa núi sâu và núi sâu sương mù thâm sơn chính diện đi vào dưới tình huống không phân biệt phương vị hung hiểm không biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ tội tu có thể đi vào núi sâu, hẳn là có một con đường đặc thù. Nếu mặt hỏa đoán không sai, bản đồ này của quan đầu đà thật ra là bản đồ chỉ đường tiến vào thâm sơn. Tội tu phạm phải tội lớn, tội ác tày trời bị đạo đình ti truy nã, khi cùng đường mặt lộ, y theo chỉ lộ đồ này, có thể tìm được đường vào núi sâu. Nếu không thâm sơn dày đặc chứng vụ như vậy, đừng nói là những tội tu ngoại lai này, cho dù là săn yêu sư bản địa, cũng không tìm được phương hướng. Nếu là chỉ lộ đồ, vậy tất nhiên là từ nội sơn, chỉ hướng thâm sơn. Nói cách khác, lộ tuyến của bản đồ, một phần là nội sơn, một phần là thâm sơn. Đây cũng chính là nguyên nhân mặt họa cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là nội sơn, xa lạ là thâm sơn. Chỉ cần tìm được vị trí trên địa đồ, là có thể xuyên qua sương mù, tiến vào thâm sơn, tìm được vị trí những ác nhân này ẩn nấp. Chỉ là chỉ dựa vào bộ địa đồ không trọn vẹn này, muốn tìm vị trí cụ thể cũng không dễ dàng bút tích dư đồ viết ngoáy hẳn là lâm thời sao chép xuống hơn nữa là không trọn vẹn không vẽ ra sơn thế hoàn chỉnh không biết là ai sao chép lại cuối cùng mới rơi vào tay tên quan đầu đà kia quan đầu đà giết người có được địa đồ kỳ thực cũng là muốn lưu lại đường lui cho mình làm tội tu đã giết người cũng sẽ bị người giết hắn có bản đồ này một khi lăn lộn không nổi nữa có thể tiến vào núi sâu có chỗ cư trú. Chỉ là bản đồ không trọn vẹn, hắn căn bản không tìm thấy lối vào thâm sơn. Hơn nữa thân pháp hắn dựa vào nghĩ là sống, lại trốn không thoát lòng bàn tay mặt họa, cho nên ở trước khi hắn vào núi sâu, đã bị bắt nhốt vào đạo ngục. Trước đó không muốn nói thật, có lẽ trong lòng vẫn còn ôm may mắn. Tan vật hắn tư tàn ở sơn cốc bị giao nộp, mấy năm nay của cải đều hết rồi, và nhất mình còn có thể trốn ra, vậy vào núi sâu, chính là lựa chọn duy nhất của hắn cũng là lựa chọn duy nhất của những kẻ liều mạng bọn họ. Cũng may có mạch suy nghĩ, cũng có phương hướng, mặt họa cũng dễ vào tay đi tìm. Sau mấy ngày tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng mặt họa cũng tìm được một chỗ, giống như trên bản đồ đến 6-7 phần. Nơi đây là giao giới giữa nội sơn và thâm sơn. Thế núi hai bên mơ hồ tương đối, liên tiếp, hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa mặc dù ở nội sơn, nhưng sương mù càng dày, mơ hồ có khí tức thâm sơn, từ trong sương mù truyền tới. Mặt họa tinh thần rung lên, đối diện với địa đồ, vừa nhìn vừa đi. Đi rồi đi, mặt họa liền đi không nổi nữa. Trước mặt mặt họa là một vách núi. Vách núi rộng lớn, không biết giới hạn. Dưới vách núi là vực sâu vạn trượng sâu không thấy đáy, sương mù bao phủ khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mặt họa có chút thất vọng. Tìm thật nhiều ngày, nơi này đã là địa phương tương tự nhất với địa đồ, lại không nghĩ rằng trước mặt đúng là tuyệt lộ cứ như vậy từ bỏ mặt họa lại có chút không cam lòng hắn lại đánh giá bốn phía trong lòng suy nghĩ nói hắc sơn sương mù có thể che kín nơi tụ tập nơi này có thể nói là nơi tội tu ác nhân tụ tập cũng có thể nói là vực sâu vạn trượng nói như vậy chẳng lẽ bọn họ đang trốn ở vực sâu vạn trượng dưới vách núi con mắt mặt họa hơi sáng lên dường như cũng không phải là không có khả năng vậy phải làm sao bây giờ trực tiếp nhảy xuống mặt họa nằm ở bên vách núi nhìn thoáng qua phía dưới lập tức lông tơ dựng đứng vách núi quá sâu nếu như ngã xuống chỉ sợ thật tan xương nát thịt có lẽ vách núi phía dưới cũng không sâu chỉ là bị sương mù che khuất mặt họa lại suy đoán hắn ở phụ cận tìm một tảng đá lớn phí hết sức lực lúc này mới chuyển đến bên vách đá từ bên vách đá ném xuống đá rơi chìm vào mây mù dưới vách đá tiếng vang kẻo kẹt tựa hồ là nện vào núi đá sau đó lăn xuống dọc theo vách đá Sau đó không còn một chút tiếng vang Thật sự là sâu không lường được Mặt họa lại bung ra thần thức Nhìn xung quanh một chút Trong thần thức hư bạch Các loại khí tức thiên địa hiện ra Có linh khí màu sắc nhạt nhạt Gần như khó có thể phân biệt Có chứng khí màu vàng đục Có sương mù màu trắng nhạt Còn có hư ảnh núi đá rừng cây ung um tùng khác Nhưng vẫn không có đường Mặt họa thở dài Có lẽ không phải chỗ này sau đó mặt họa lại tìm mấy ngày vẫn không có thu hoạch gì việc này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại liệp yêu sư trong núi chỉ cần vào núi đều sẽ lưu ý nhiều người lực lượng lớn bọn họ có lẽ sẽ có manh mối gì mặt họa còn có một chuyện trọng yếu muốn làm hắn đã vẽ xong chính đạo rưỡi trận pháp nghịch linh có thể đi tìm trang tiên sinh học tập ẩn nặc trận chỉ cần học được ẩn nấp trận cho dù linh trăng có chút tì vết cũng có thể thi triển ẩn nấp thuật đây là trận đồ của ẩn nặc trận. Trang tiên sinh đưa một bộ trận đồ cho mặt họa, tự ngươi nhìn xem, luyện nhiều một chút, đối với ngươi mà nói hẳn không tính là khó. Mặt họa cung kính tiếp nhận, đại khái liếc mắt một cái. Trận xu của ẩn nặc trận có chút đặc thù, trận văn có chút lạ, có chút khác biệt với ngũ hành trận pháp bình thường, nhưng hoàn toàn chính xác không tính quá khó khăn, ít nhất đối với mặt họa mà nói không tính là khó. Trận sư học trận pháp, khó khăn nhất thật ra chỉ là thần thức chỉ cần thần thức đầy đủ, bỏ chút thời gian, tốn chút tinh lực, bình thường đều sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng nếu thần thức không đủ, ngay cả tư cách học trận pháp cũng không có. Tạ ơn tiên sinh. Mặt họa vui vẻ nói. Trang tiên sinh khẽ vuốt cầm, ánh mắt trầm xuống, lại lấy ra một trận đồ khác, nói đây là hoàn chỉnh, thập văn nghịch linh trận. Mặt họa trong lòng rùng mình, trịnh trọng tiếp nhận, cũng nhìn thoáng qua, trong lòng lại vẽ phỏng theo một lần, cả kinh nói, tiên sinh, cái này hình như khó hơn rất nhiều thập văn là đại nạn của luyện khí thần thức càng đến gần giới hạn này thần thức tăng trưởng càng chậm đương nhiên cũng càng khó trang tiên sinh chậm rãi nói mặt họa thở dài không biết phải học đến khi nào học được trúc cơ đi mặt họa sửng sốt lập tức ý thức được trận pháp 10 văn đích thật là tu sĩ trúc cơ mới có thể học nếu như mình vẽ ra nghịch linh trận cũng hoàn toàn chính xác xem như có thần thức trúc cơ kỳ tiên sinh Dựa theo tiến độ trước mắt, ta đại khái còn cần bao lâu nữa mới có thể có được thần thức trúc cơ? Mặt họa yếu ớt hỏi. Trang tiên sinh cũng không trả lời, ngược lại hỏi nếu cần 10 năm, hoặc là trăm năm thì sao, trong lòng mặt họa chợt lạnh, sắp trăm năm rồi sao, chỉ là giả mà thôi. Trang tiên sinh nói. Mặt họa suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, hình như cũng không có biện pháp gì khác, vẫn là nên tu luyện thì tu luyện, nên vẽ trận pháp thì vẽ trận pháp trang tiên sinh gật đầu khen ngợi không sai vô luận kết quả như thế nào chuyện nên làm cũng sẽ không thay đổi không cần bởi vì thành bại được mất hoặc là một ít mong muốn mà ảnh hưởng tới tâm cảnh của chính ngươi mặt họa bừng tỉnh đại ngộ cười nói tạ tiên sinh dạy bảo trang tiên sinh cũng khẽ cười nói tuy nói như thế ngươi cũng đừng quá lo lắng nói không chừng ngươi có cơ duyên gì đó có thể bước qua khe rảnh này một bước cũng nên mặt họa ánh mắt sáng lên thật vậy chăng trang tiên sinh lại nói chỉ là giả thuyết. Nói xong trang tiên sinh lại dùng ngón tay thon dài, điểm lên trán của mặt họa, cơ duyên cũng là ngoại vật, không nên vì cơ duyên mà ảnh hưởng đến tâm cảnh tu đạo của mình. Ánh mắt mặt họa nghiêm lại, lại nói, đệ tử hiểu rồi. Trang tiên sinh thấy ánh mắt trong suốt của mặt họa, tâm tư sáng sủa, không khỏi gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi an tâm học trận pháp là được, chuyện khác không cần lo lắng. Nếu tới luyện khí tầng 9, thần thức của ngươi vẫn chưa đủ, ta tự có cách mặt họa trong lòng ấm áp cười nói tạ ơn tiên sinh trang tiên sinh liền xua tay nói ngươi học trận pháp đi ta nghỉ ngơi một lát được rồi mặt họa xoay người muốn đi chợt nhớ tới cái gì muốn nói lại thôi trang tiên sinh đã nhìn ra bèn nói muốn hỏi cái gì thì hỏi tiếp đi thế nhưng mặt họa có chút chần chờ sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi sao trang tiên sinh dáng người tiêu sái nằm lên ghế trúc ta đã nghỉ ngơi rồi nói mấy câu cũng không sao mặc họa cười cười liền nói tiên sinh nghịch linh trận này thật sự chỉ dùng để giải trận sao trang tiên sinh khép hờ đôi mắt khẽ mở bất ngờ hỏi vì sao lại hỏi như vậy nếu quả thật chỉ là giải trận sẽ không khó như vậy chứ mặc họa cân nhắc nói nghịch linh trận có thể giải trận nhưng trận pháp này là nhất phẩm thập văn tu sĩ luyện khí bình thường cũng học không được nếu học không được bình thường cũng không cách nào dùng nghịch linh trận giải trận hơn nữa phương pháp giải trận rất nhiều chưa hẳn nhất định phải dùng nghịch linh trận đi giải vậy trận pháp này chính là khó mà vô dụng có chút gân gà một trận pháp gân gà cho dù là thiên đạo dị số cũng chưa chắc đã được thế gia cùng đại tộc coi như trân bảo nếu thế gia và đại tộc coi trọng như vậy vậy có phải là nói rõ trận pháp này trừ hiểu biết trận pháp còn có tác dụng quan trọng khác hay không mí mắt trang tiên sinh khẽ nhảy lập tức lắc đầu bật cười nói đứa nhỏ này tâm có thất khiếu thật không biết từ đâu tới nhiều tâm nhãn như vậy mặt họa ngại ngùng cười cười. Trang tiên sinh nói, có một việc ngươi nói không đúng, nghịch linh giải trận, không phải khó mà vô dụng, ngược lại rất hữu dụng. Lấy trận văn giải trận, gặp được một ít trận pháp phức tạp, ngươi có thể giải mấy trăm thậm chí hơn ngàn trận văn. Mà lấy nghịch linh trận giải trận, trực tiếp giải trận nhãn, chỉ cần giải mấy cái tụ linh trận hạch tâm là được. Chỉ cần ngươi có thể tìm được mắt trận trận pháp, lấy nghịch linh trận đi giải, tốc độ giải trận nhanh hơn mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Mặt họa nghe được liên tiếp gật đầu. Nói như vậy, linh mực tiết kiệm được cũng không chỉ gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mực mặt họa vẫn không đủ dùng, có thể tiết kiệm nhiều mực như vậy, quả thực vô cùng quan trọng. Một chuyện khác ngươi nói đúng. Trang tiên sinh nhìn mặt họa, gật đầu khen ngợi, nghịch linh trận, quả thực không chỉ dùng để phá trận, quan trọng nhất là nó có thể khiến trận pháp tan vỡ, tan vỡ mặt họa vẽ mặt kinh ngạc, là chỉ trận pháp sụp đổ hoặc là mất khống chế sao, là sụp đổ, nhưng không phải mất khống chế, càng giống như là lấy đi ý chí của trận sư, khống chế trận pháp sụp đổ. Khống chế trận pháp sụp đổ. Mặt họa gãi gãi đầu, không nghĩ ra, cái này có tác dụng gì sao, trang tiên sinh trầm mặt hồi lâu, vẽ mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng thở dài, lúc này mới mở miệng nói trận pháp tuân theo thiên đạo, ẩn chứa thiên địa chí lý và linh lực vận chuyển bản nguyên trận pháp vỡ vụn, linh lực ở trong khung trận pháp, lấy hình thức trận vang nghịch loạn, xung đột, không ngừng sinh diệt, sẽ sinh ra linh lực dao động cực mạnh, có được uy năng cực hạn hơn nữa không thể tưởng tượng. Nếu như phẩm giai trận pháp đủ cao, lực lượng băng giải có thể nói là hủy thiên diệt địa, giọng nói của Trang Tiên Sinh ngưng trọng chưa từng có. Mặt họa trong lòng càng rung động không thôi, đồng thời cũng động tâm không thôi. Vậy nếu ta học xong nghịch linh trận, có phải cũng có thể phá giải trận pháp hay không, trang tiên sinh cười như không cười nói đợi ngươi học được nghịch linh trận gần như có thể trúc cơ nghịch linh trận nhất phẩm uy lực băng giải trận pháp hình thành có thể vượt cấp nhưng đại khái cũng chỉ là uy lực của pháp thuật trúc cơ ngươi cần gì phải phí công phu như vậy hả mặc họa ngây ngẩn cả người vậy nghịch linh trận nhị phẩm đâu vậy phải chờ ngươi trở thành trận sư nhị phẩm hậu kỳ mới có thể học được nhị phẩm trận sư hay là hậu kỳ cái này được đến ngày tháng năm nào rồi mặt họa than thở một tiếng nghịch linh trận này vẫn còn có chút gân gà nha nghịch linh trận nhất phẩm trận sư nhất phẩm không học được trận sư nhị phẩm không dùng được đây cũng không phải trận pháp gân gà chỉ là năng lực của trận sư có hạn không lĩnh ngộ được trận pháp không cách nào phát huy hiệu quả của trận pháp mà thôi trang tiên sinh thản nhiên nói hơn nữa trận pháp bị vỡ không dễ dàng như vậy cho dù là trận sư nhị phẩm bình thường cũng không có năng lực làm cho trận pháp nhất phẩm vỡ vụn hoặc là nói, thế gian này thật có thể hoàn toàn nắm giữ nghịch linh trận, cũng nhờ vào trận sư phá giải trận pháp này, kỳ thật cũng không có mấy người. Mặt họa nhíu mày, cách dùng nghịch linh trận này, còn có rất nhiều chú ý sao, Trang Tiên Sinh còn muốn nói tiếp, chợt mặt lộ vẻ mỏi mệt, ngáp một cái nói nếu ngươi thật sự có thể học được nghịch linh trận, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi, bây giờ còn sớm. Mặt họa ngược lại muốn học nghịch linh trận. Nhưng nghịch linh trận là mười văn, muốn học được, phải có được thần thức trúc cơ kỳ đến lúc đó mặt họa có thể đã sắp trúc cơ trang tiên sinh đoán chừng là sợ phiền toái cũng bắt đầu vẽ bánh nướng mặt họa trong lòng yên lặng nói sau đó hắn phát hiện ánh mắt trang tiên sinh như cười như không nhìn mình mặt họa trong lòng cả kinh biết mình oán thầm trang tiên sinh lại bị trang tiên sinh biết được cũng không biết vì sao trang tiên sinh lại biết được mặt họa đành phải cười hắc hắc nói tiên sinh ngài nghỉ ngơi thật tốt ta không quấy rầy ngài nữa rời khỏi tọa vong cư của trang tiên sinh mặc họa vội vàng lấy ẩn nặc trận ra bắt đầu dụng tâm nghiên cứu ẩn nặc trận là một loại trận pháp hệ thủy nhưng hiệu quả lại khác với trận pháp hệ thủy bình thường cho nên trận xu có chỗ khác biệt trận văn cũng có biến hóa nhìn qua cũng cao thâm hơn một chút nhưng mặc họa đã có đầy đủ thần thức việc cần làm tiếp theo chính là vẽ nhiều là được quen tay hay việc vẽ mấy chục mấy trăm lần trận văn lại sinh lạ cũng đều rõ như lòng bàn tay hơn nữa mặt họa có đạo bia, lại học được thuật minh tưởng, công pháp vẫn là thiên diễn quyết. Mấy ngày thời gian, có thể luyện gần trăm lần trận pháp. Người khác muốn luyện trận pháp này hơn trăm lần, ít thì mấy tháng, nếu tư chất ngu dốt thì phải nửa năm. Cho nên mặt họa học trận pháp, so với tu sĩ bình thường sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mặt họa tốn ba ngày đã học xong ẩn nặc trận. Hắn vẽ trận pháp lên giấy, rót vào một chút linh lực kích hoạt, quả nhiên cả trang giấy đều không thấy mặt họa lấy thần thức nhìn quét, vẫn có thể phát giác được trận văn, chỉ là bởi vì linh lực thủy hệ bao trùm, trận văn cũng có chút mơ hồ. Trang giấy là vật chết, không thể lừa gạt thần thức. Nếu tu sĩ sử dụng ẩn nạp thuật, bản thân lại lấy thần thức che giấu khí tức, tu sĩ khác, trừ phi thần thức cường đại, nếu không là không thể nhìn thấu ẩn nạp thuật. Tuy điều lão tam có kinh nghiệm đánh lén phong phú, nhưng võ học đạo pháp của bản thân nát bét, cũng chính là dựa vào thuật ẩn nấp mới có thể gây sóng gió lâu như vậy đáng tiếc lại thua ở trong tay mặt họa thần thức khác hẳn với người thường. Coi như hắn không may, cũng coi như hắn đáng đời. Điêu lão tam dùng thần thức bình thường, dùng thuật ẩn nấp còn không dễ bị nhìn thấu, càng không nói đến thần thức vốn đã cường đại như mặt họa. Mặt họa vẽ trận pháp ẩn nấp lên trên đạo bào. Đạo bào bình thường, tính chất mềm mại, không quá thích hợp vẽ trận pháp. Nói cách khác, đạo bào có thể vẽ trận pháp đều vô cùng đắt đỏ. Mặt họa hiện tại tuy rằng không thiếu linh thạch, nhưng cũng không muốn lãng phí. Và nhất tương lai hắn tới trúc cơ, tiêu hao linh thạch mỗi ngày, cơ hồ sẽ tăng trưởng gấp mấy lần, cho nên có thể tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Mặt họa mua nửa thất vải, loại có thể vẽ trận pháp kia, có chút danh quý, bỏ ra 100 linh thạch. Mặt họa vẽ ẩn nặc trận lên vải, lại để cho mẫu thân may ở bên trong đạo bào của hắn, như vậy ẩn nặc trận có hiệu lực, đồng thời cũng sẽ không lãng phí linh thạch mặt họa thử một chút, phát hiện loại ẩn nấp trận này vẫn có khuyết điểm. Trận pháp là vẽ ở trên đạo bào, bộ vị có đạo bào che khuất quả thực có thể ẩn nấp, sẽ không bị người nhìn thấy, nhưng tay cùng mặt không có đạo bào che khuất, vẫn có bóng dáng màu lam nhạt mơ mơ hồ hồ. Cái này nằm trong dự đoán của mặt họa. Bởi vì đạo bào có thể ẩn nấp, thật ra cũng coi như là linh khí, hơn nửa giá cả cực kỳ đắt đỏ, ít nhất ở thông tiên thành này, một món cũng không nhìn thấy. Giá cả đắt đỏ, Vậy đạo bào làm môi giới tự nhiên dùng vật liệu và chế tác đều vô cùng cầu kỳ. Không phải mặc họa vẽ trận pháp trên vải, cho đạo bào một miếng vá là có thể so sánh. Một phần linh thạch, một phần hàng, đạo lý này, mặc họa vẫn là rõ ràng. Mặc họa vẫn là gọi mẫu thân giúp hắn xem qua. Liễu Như Hoa thấy bộ dạng hắn đã tính trước, liền mỉm cười ở một bên nhìn. Mặt họa mặt đạo bào, tiếp phát ẩn nặc trận trên đạo bào, sau đó bản thân lại thi triển ẩn nặc thuật thuật ẩn nấp cùng trận ẩn nấp có hiệu quả chồng chất, giống như là có dòng nước ẩn hình, bao trùm toàn thân, thân ảnh của mặt họa liền hoàn toàn biến mất. Lần này liễu như hoa thật sự giật mình. Nàng che miệng, lẩm bẩm nói, thật sự nhìn không thấy nơi trống rỗng trước mặt truyền đến giọng nói của mặt họa. Nương, thật sao, liễu như hoa gật đầu, thật. Vậy dùng thần thức xem thử, liễu như hoa vận dụng thần thức, cảm nhận một chút, sau đó lắc đầu, không có gì cả mặt họa hiển lộ thân hình, trên mặt lộ ra nụ cười. Liễu như hoa cũng cười cười, sau đó nhíu mày, lại dặn dò mặc dù ẩn nặc thuật rất tốt, nhưng đừng dùng để làm chuyện xấu. Nương, người yên tâm đi. Mặt họa cười nói. Sau đó mặt họa vẫn không quá yên tâm, lại tìm cha hắn mặt sơn, cùng với Trương Lan, còn có bạch tử thắng cùng bạch tử hy thử một chút. Mọi người đều không thể nhìn thấu thuật ẩn nấp của mặt họa. Mạc sơn có chút giật mình, nhưng cũng có thêm mấy phần yên tâm. Có thuật ẩn nấp, lại thêm thể thủy bộ, đối với tu sĩ luyện khí mà nói, tự vệ đã là dư xài. Hắn làm cha cũng không cần quá mức lo lắng con hắn tại nội sơn gặp phải nguy hiểm gì. Trương Lan chỉ nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Pháp thuật của mặt họa đã càng ngày càng quỷ dị, cũng càng ngày càng khó ứng đối. Thể thủy bộ khiến ngươi không bắt được, thủy lao thuật khiến ngươi không trốn thoát được, hiện tại ngay cả nhìn cũng không thấy, không riêng gì không nhìn thấy, cho dù thần thức phóng ra ngoài đến cực hạn, cũng không cảm giác được khí tức của hắn. Tu sĩ tu hành ẩn nặc thuật bình thường, tốt xấu còn có thể có chút sơ hở, sẽ bị tu sĩ thần thức cường đại nhìn thấu. Nhưng bây giờ thần thức của mặt họa đã quá mạnh, ai có thể nhìn thấu hắn đây, chẳng lẽ phải dựa vào tu sĩ trúc cơ đi nhằm vào tiểu tu sĩ luyện khí tầng 7 như hắn, Trương Lan càng nghĩ càng thấy đau đầu. Nghĩ lại, hắn và mặt họa có giao tình tốt như vậy, cũng không cần nhằm vào mặt họa ngược lại có việc còn có thể nhờ mặt họa giúp đỡ suy nghĩ cái này để làm gì nghĩ như vậy trong lòng trương lan càng thêm an tâm bạch tử thắng há to miệng không ngừng hâm mộ nếu hắn biết thuật ẩn nấp thì có thể giấu tuyết di lén lút đi ra ngoài chơi bạch tử hy cũng có chút kinh ngạc lông mày cau lại suy tư nửa ngày lại cùng liễu như hoa nói lời không sai biệt lắm không thể dùng để làm chuyện xấu mặt họa nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Luyện khí tu sĩ, cha hắn mặt sơn kinh nghiệm phong phú, trương lan tu vi thâm hậu, tử thắng cùng tử hy gia học uyên thâm, đều không thể khám phá thuật ẩn nấp của hắn. Mặt họa nhịn không được nhẹ gật đầu, đối với hiệu quả ẩn nặc thuật tỏ vẻ hài lòng. Nhưng lập tức hắn lại có một cái nghi hoặc tu sĩ luyện khí không nhìn thấu, tu sĩ trúc cơ có thể nhìn thấu sao, có nên tìm người thử xem không? Tu sĩ trúc cơ ở thông tiên thành vốn cũng không nhiều, người quen thuộc với mặt họa nhất chính là du trưởng lão. Mặt họa thi triển ẩn nặc thuật, mở ra ẩn nặc trận. Ba ngày ba mặt vụng trộn chạy đến nhà du trưởng lão. Du trưởng lão tự hồ vừa cùng tu sĩ nào đó nói chuyện xong, đang ngồi một mình trong phòng khách uống trà. Mặt họa rón rén vào nhà, chọn một cái ghế ở cửa, cách xa du trưởng lão ngồi. Du trưởng lão không có phản ứng gì. Mặt họa lại ngồi gần một chút. Du trưởng lão vẫn không hề phát hiện cúi đầu uống trà. Mặt họa tận lực không phát ra tiếng vang, lại ngồi gần một chút, lần này cách du trưởng lão hai vị trí. Mặt họa yên lặng nhìn du trưởng lão, nghĩ thầm lần này ngươi cũng nên phát hiện ta đi. Nhưng du trưởng lão vẫn đang cúi đầu thưởng thức trà, tự hồ không hề có cảm giác gì. Mặt họa trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới ẩn nặc thuộc này, hiệu quả lại tốt như vậy. Du trưởng lão trúc cơ kỳ cũng không thể nhìn thấu thuật ẩn nấp của hắn. Đúng lúc này, hắn phát hiện du trưởng lão ngẩng đầu lên thần sắc có chút bẩn cợt cười hiếp mắt nhìn hắn nói chơi vui không mặt họa hiển lộ thân hình kinh ngạc nói ngài nhìn thấy ta lúc nào du trưởng lão tự tiếu phi tiếu đương nhiên là bắt đầu từ khi ngươi vào cửa sắc mặt mặt họa có chút sa xúc tinh thần xem ra vẫn không thể gạt được tu sĩ trúc cơ kỳ là cảm giác được thần thức sao mặt họa lại hỏi du trưởng lão khẽ lắc đầu không phải là nghe được mặt họa sửng sốt, nghe được, không sai. Du trưởng lão nói, ta làm liệp yêu sư nhiều năm như vậy, hàng năm đều ở trong núi săn yêu thú, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ phát hiện ra. Hơn nữa đây là nhà ta, ta không có việc gì thì uống trà ở phòng khách, hiện tại trong phòng trống rỗng, đột nhiên có thêm khí tức của một người, sao có thể không phát hiện được chứ? Du trưởng lão nhìn mặt họa, cười hòa ái giải thích. Mặt họa gật gật đầu, cảm thấy cũng có đạo lý, lập tức hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên. Vậy nếu hoàn cảnh lộn xộn một chút, ta lại ngồi xổm bất động, không phát ra tiếng vang, ngài có thể phát hiện ta không? Chuyện này sao du trưởng lão vuốt vuốt râu, có chút chần chờ. Nói không phát hiện được, hắn là trúc cơ trưởng lão, ít nhiều có chút mất mặt. Nhưng nếu nói nhất định có thể phát hiện, hắn thật sự có chút không nắm chắc. Vừa rồi mặt họa vào nhà, kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không phát giác. Cho đến khi mặt họa đi lại, tuy là tay chân nhẹ nhàng, nhưng tiếng bước chân rất nhỏ vẫn truyền đến tai hắn. Hắn nghe tiếng phân biệt vị trí, xác định vị trí, lại lấy thần thức quét qua, lúc này mới phát hiện có một bóng người mơ mơ hồ hồ, là một tiểu tu sĩ ẩn nấp. Khí tức này rất quen thuộc. Hơn nữa có thể sử dụng thuật ẩn nấp, tuổi lại nhỏ, còn dám chạy đến phòng khách của hắn chơi, ngoại trừ mặt họa, cũng không có những người khác. Du trưởng lão dứt khoát làm bộ không thấy, treo chọc mặt họa chơi một hồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu không phải nghe được tiếng vang tận lực lấy thần thức quét nhìn hắn thật đúng là chưa chắc có thể phát hiện ra mặt họa du trưởng lão cao mày suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói nếu như vậy thật đúng là khó nói mặt họa nhãn tình sáng lên du trưởng lão nếu không chúng ta thử một chút du trưởng lão muốn nói lát nữa ta còn có việc nhưng nhìn thấy mặt họa sáng ngời có thần mắt to những lời này không nói ra dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng coi như nghỉ ngơi một chút bồi đứa nhỏ mặt họa này chơi đùa một chút đi. Du trưởng lão trong lòng yên lặng nói, hắn cũng muốn biết, mặt họa thuật ẩn nấp này, đến tột cùng hiệu quả như thế nào. Được, tìm một chỗ thử xem, xem ta có phát hiện ra ngươi hay không. Du trưởng lão gật đầu cười nói. Hai người đi tới bên ngoài thông tiên thành, tìm một chỗ chân núi yên tĩnh. Nơi này cây cối sang sát, cỏ cây tươi tốt. Ta giấu kỹ ở rừng cây trước, ngài tới tìm ta. Mặt Họa nói xong liền đi vào rừng cây, ẩn nấp phía sau một bụi cỏ sau một cây đại thụ. Sau đó thi triển ẩn nặc thuật, ẩn đi thân hình, đã bất động, cũng không lên tiếng. Du trưởng lão lặng lẽ đếm tới 15 hơi thở rồi mới đi vào rừng cây, thần thức vừa phóng ra không khỏi nhíu mày. Nhìn qua giống như thật đúng là không tìm thấy thân ảnh của mặt Họa. Du trưởng lão đành phải nhẫn nại, bắt đầu từ bên rừng tìm kiếm từng bụi cỏ một. Sau khi bỏ ra thời gian một chén trà nhỏ, du trưởng lão rốt cuộc ở trong bụi cỏ phía sau đại thụ, mơ hồ cảm giác được một thân ảnh nho nhỏ. Du trưởng lão lông mày nhướng lên, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem như tìm được rồi, bằng không liền mất mặt. Du trưởng lão ho khang một tiếng, nhìn chỗ bụi cỏ kia của mặt họa, ra vẻ thoải mái nói, đi ra đi. Mặt họa hiển lộ thân hình, thần sắc cũng không thất vọng, ngược lại có chút chờ mong, hỏi du trưởng lão, trưởng lão, ẩn nặc thuộc này thế nào, bị tìm thấy là chuyện bình thường mặt họa chỉ muốn kiểm tra một chút thuộc ẩn nấp này ở trước mặt tu sĩ trúc cơ kỳ rốt cuộc có thể giấu diếm đến trình độ nào không sai du trưởng lão gật đầu khen ngợi ngươi nếu bất động hoặc là không lên tiếng tu sĩ trúc cơ bình thường không thả ra thần thức cẩn thận xem xét vị tất có thể phát hiện ra ngươi mặt họa thần sắc vui vẻ nhưng mà du trưởng lão lại nhắc nhở mặt họa thần thức của tu sĩ trúc cơ cũng có mạnh có yếu cho dù ta không phát hiện được, cũng không có nghĩa là người khác không phát hiện được, làm việc vẫn phải cẩn thận. Mặc họa chân thành nói, trưởng lão yên tâm, ta biết rõ. Du trưởng lão gật đầu, lập tức trong lòng cảm khái. Có thể giấu giếm được đến mức này, đã rất lợi hại, thần thức của đứa nhỏ mặc họa này, hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu, sẽ không phải sắp đuổi kịp trúc cơ chứ. Du trưởng lão trong lòng suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi ngươi làm sao học được thuật ẩn nấp, trước đó hắn cũng rất để ý, nhưng chưa kịp hỏi nếu hắn nhớ không lầm thuật ẩn nấp hẳn là pháp thuật chỉ có thủy linh căng đơn hệ hoặc là âm linh căn cực kỳ đặc thù mới có thể học mặc họa là tiểu ngũ hành linh căng thủy hệ hỗn tạp hẳn là học không được ẩn nặc thuật mặc họa thần bí cười cười ta vẽ trận pháp a à, du trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ mặc họa là trận sư có vấn đề tự nhiên là dựa vào trận pháp để giải quyết trận pháp này có phải rất hy hữu hay không du trưởng lão hỏi. Trong ấn tượng của hắn, còn chưa nghe nói có trận sư nào có thể vẽ ra trận pháp ẩn nấp, cũng chưa từng thấy linh khí có thể ẩn nấp. Chỉ gặp qua mấy tu sĩ biết thuật ẩn nấp, ví dụ như điêu lão tam kia, nhưng loại tu sĩ này cũng rất ít gặp. Mặt họa gật gật đầu, đúng vậy, rất khó học. Ẩn nặc trận tuy là cửu văn trận pháp, nhưng bút pháp đặc thù, thần thức cần thiết để vẽ trận pháp không sai biệt lắm chính văn rưỡi thần thức của trận sư nhất phẩm bình thường không đạt được ngưỡng cửa này, đương nhiên là không học được, cho nên cũng rất hiếm có. Du trưởng lão khẽ vuốt cầm. Mặt họa đều nói khó học, vậy trận pháp này nhất định là thật sự khó, cũng trách không được hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Du trưởng lão lại cảm thấy mới lạ, hỏi có trận pháp ẩn nấp này, thật sự cái gì cũng không nhìn thấy, mặt họa liền đơn độc kích phát ẩn nặc trận, thân thể là ẩn hình, nhưng hai tay cùng cái đầu nhỏ còn có hình dáng mơ hồ. Du trưởng lão thấy vậy liền có chút thất vọng trận pháp này vẫn còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt hiệu quả ẩn nấp không được tốt lắm đúng vậy mặc họa cũng tán đồng nói cho nên ta học thuật ẩn nấp gà mờ hơn nữa cái trận pháp ẩn nấp này có tì vết lúc này mới có thể ẩn hình hai loại phương pháp ẩn nấp dùng riêng hiệu quả đều không tốt dùng chung mới có thể ẩn hình đây chính là song trọng ẩn nấp Ừm, coi như một tầng rưỡi đi mặc họa nói Du trưởng lão sờ sờ cầm, phỏng đoán nói, hai thứ này của ngươi chồng lên nhau, hiệu quả hình như còn tốt hơn so với thuật ẩn nấp đơn thuần, đặc biệt là buổi tối. Buổi tối sắc trời lờ mờ, người khác mặc dù khám phá ra một tầng ẩn nấp, nhưng trên người mặt họa còn có một tầng khác, sẽ không bị người phát hiện. Tu sĩ bình thường, cũng sẽ không nghĩ tới trên thân người có thể khoác hai tầng ẩn nấp. Mặt họa có chút đắc ý cười cười. Du trưởng lão Trúc Cơ Kỳ đều khen cái ẩn nấp này của hắn hiệu quả tốt, cuối cùng cũng không uổng phí nhiều tâm tư của hắn như vậy. Hai người trò chuyện một chút, sắc trời dần tối, du trưởng lão lúc này mới vỗ đầu, quên rồi, còn có việc chưa làm. Chuyện quan trọng là gì, việc nhỏ. Du trưởng lão cười nói, thời gian không còn sớm nữa, về trước đi. Ừm. Du trưởng lão liền mang theo mặt họa trở về, đến giao lộ phố Nam, du trưởng lão dặn dò mặt họa vài câu, liền xoay người đi luyện khí hành mặt họa thì về nhà một mình đi trên đường tâm tình vui vẻ học xong ẩn nặc thuật vô luận là đánh lén chạy trốn hay là âm người tiếng thối đều có càng nhiều lựa chọn dù sao người khác cũng không nhìn thấy hắn mặt họa nhịn không được bật cười ngâm nga tiểu khúc đi về nhà đột nhiên nghĩ tới cái gì dừng bước lại đáy lòng rung lên không nhìn thấy lời du trưởng lão vừa nói lại vang vọng bên tai có trận pháp này che khuất thật sự cái gì cũng không nhìn thấy trận pháp che khuất không nhìn thấy trong đầu mặt họa đột nhiên hiện lên vách núi kia cùng với vực sâu vạn trượng dưới vách núi sẽ không phải là bị ẩn nặc trận che khuất chứ đồng tử mặt họa hơi co lại trong miệng thì thào nói buổi tối trở về mặt họa vẫn luyện ẩn nặc trận và nghịch linh trận trong thức hải trên đạo bi cả đêm hắn đã quen thuộc ẩn nặc trận chỉ cần ôn tập lại một chút nghịch linh trận rất khó nghịch linh trận hoàn chỉnh cần thần thức thập văn mặt họa hiện tại vẽ không ra chỉ là dùng để luyện tập trận pháp tôi luyện thần thức sáng sớm ngày hôm sau rời giường theo lệ tu luyện một canh giờ sau đó qua loa ăn điểm tâm liền lên đường tiến về đại hắc sơn lướt qua ngoại sơn đến nội sơn lại đi tới bên vách núi kia vách núi cao ngàn trượng bên dưới mây mù lượn lờ sâu không lường được mặt họa ngồi xếp bằng bên vách núi nhắm hai mắt lại thần thức buông ra hướng dưới vách núi nhìn lại lần này có dự phán, cho nên mục đích càng rõ ràng, cảm giác cũng càng thêm cẩn thận. Sau một lúc lâu, mặt họa mở mắt ra, mắt lộ ra nghi hoặc. Vẫn là không có cái gì. Nếu hắn đoán không sai, những tội tu này hẳn là lợi dụng ẩn nặc trận ẩn nấp, có khả năng nhất chính là giấu ở dưới vách núi này. Nhưng lúc này vách núi cao vút, sâu không thấy đáy. Trong phạm vi cảm giác thần thức của mặt họa, cũng không có bóng người hoặc khí tức đặc thù khác. Chuyện này có chút kỳ quái. Không phải là vách núi, chẳng lẽ là phía đối diện, mặt họa lại nhìn về phía đối diện. Đối diện là núi sâu, mây mù dày đặc, chứng khí nồng đậm, khí tức hung hiểm khó lường, hơn nữa chứng vụ che đậy nhìn không thấy vách đá. Bản thân không nhìn thấy gì, dường như không cần dùng trận pháp ẩn nấp. Không phải dưới vách núi, không phải vách núi đối diện, chẳng lẽ là vách núi, mặt họa lẩm bẩm, sau đó thần thức thăm dò về phía vách núi. Giữa vách núi hai bên, vụ chướng và quế khí xen lẫn trong núi, trong lúc nhất thời cũng nhìn không quá kỹ. Nhìn nhìn, mặt họa đột nhiên mở mắt. Thật sự có đồ vật, mặt họa trong lòng cả kinh, sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, phóng thần thức tới cực hạn, tận lực vứt bỏ chướng vụ quấy nhiễu trong núi, dốc hết toàn lực cảm giác. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, mặt họa rốt cuộc phát hiện một con đường thông hướng vách núi đối diện. Đợi đến khi cảm nhận được con đường này là gì, trong lòng mặt họa không khỏi rung động. Đây kỳ thật không phải một cái sơn đạo, mà là một tòa sơn phong khuynh đảo, đỉnh núi nhỏ, núi đá cứng cỏi, từ đối diện nghiêng đổ mà đến, vắt ngang giữa hai bên vách núi, tạo thành một cây cầu đá thiên nhiên. Có trận sư ở trên ngọn núi bày ra trận pháp ẩn nấp, che đi hình tích, lại mượn chướng vụ thiên nhiên giữa vách núi, mơ hồ lẫn lộn thần thức cảm giác. Ngọn núi này liền trở thành một nơi cực kỳ ẩn nấp, không ai biết, đứng trên vạn trường uyên, nối liền với bí đạo hai bên vách núi mượn đá núi thiên địa là môi giới mượn chướng vụ trong núi để che lấp không lộ dấu vết thần không biết quỷ không hay mặt họa trong lòng rung động lập tức trong lòng lại thầm nghĩ trận sư này là một cao thủ hắn cũng mới vừa học được ẩn nạc trận nhưng không biết bao lâu trước trận sư này đã bố trí trận pháp ẩn nấp này trên núi đá hiển nhiên trình độ trận pháp cao hơn mình từ sau khi mặt họa học xong trận pháp ngoại trừ trang tiên sinh cao thâm khó dò ra đây là lần đầu tiên gặp phải trận sư có trình độ trận pháp cao hơn mình mặt họa không khỏi có chút tò mò trận sư này rốt cuộc là ai giúp tội tu bày bố trận pháp che giấu hành tung chẳng lẽ hắn cũng là một tội tu mặt họa trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc thật vất vả học được trận pháp làm cái gì không tốt lại vẫn vẽ đường cho hưu chạy làm ra loại hành động giết người cướp của này tiếp theo phải làm sao bây giờ mặt họa nhíu mày nếu phát hiện tung tích đám tội tu này tự nhiên là muốn đi tìm hiểu hư thực nhưng mặt họa lại không có khả năng một thân một mình mạo hiểm dù sao ai cũng không biết những tội tu này có bao nhiêu người tu vi như thế nào xấu đến mức nào chiếm cứ ở thâm sơn có ý đồ gì mặt họa dự định đi về trước nói chuyện này cho du trưởng lão thuận tiện tố cáo với đạo đình ti có sang yêu sư và đạo đình ti hỗ trợ người đông thế mạnh liền có thể đem nhóm tội tu này tận diệt mặt họa đã định chủ ý liền dự định đi về trước nhưng lúc hắn xoay người lại dừng bước nhíu mày. Như vậy dường như cũng có chút không ổn. Trở về gọi người, mặc dù người đông thế mạnh, nhưng một đám người vào núi, tất sẽ đánh rắn động cỏ, để tội tu có phòng bị. Bọn họ người nhiều, nhưng vạn nhất tội tu người càng nhiều thì sao, dù sao ẩn nút hai ba trăm năm, lại mời chào ác nhân khắp nơi, thế lực chỉ sợ không nhỏ. Nếu như tội tu ỷ vào địa lợi, phục kích giữa đường, vậy thì đạo đình ti và săn yêu sư kia chỉ sợ sẽ chết không ít người mặt họa cùng đạo đình ti rất có giao tình cùng liệt yêu sư càng là quan hệ thâm hậu đây là điều mặt họa không muốn nhìn thấy hơn nữa không biết tội tu hư thật vì tiện ra tay phần thắng cũng không lớn nếu để cho tội tu chạy còn muốn diệt trừ bọn họ căn bản không có khả năng huống chi trước mắt tất cả đều chỉ là mặt họa suy đoán tuy nói có bảy tám phần khả năng nhưng không tận mắt nhìn thấy cũng là không thể chắc chắn đằng sau vách núi nếu như không phải tội tu thì sao, lỡ như là một cao nhân ẩn sĩ giống như Trang Tiên Sinh, hoặc là tu trận sư cấp cao tính tình quái gở thì sao, bản thân tập kết một đám tu sĩ đi qua, không thể nghi ngờ chính là kết thù. Mặt họa có chút rối rắm. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như biện pháp tốt nhất, ngược lại là mình, độc thân phạm hiểm, thần thức của mình mạnh có thể sớm phát hiện ra nguy hiểm, có thêm thể thủy bộ, tu sĩ bình thường không thể chạm đến hắn, hơn nữa hiện tại trọng yếu nhất là hắn có thể ẩn nấp hắn là tu sĩ duy nhất có thể ẩn nấp trong tất cả săn yêu sư của thông tiên thành nhờ thuật ẩn nấp và trận ẩn nấp hiệu quả ẩn nấp còn mạnh hơn thuật ẩn nấp bình thường tu sĩ trúc cơ sơ xuất cũng không nhất định có thể nhìn thấu nếu như đối diện là cao nhân hẳn là sẽ không so đo với một tu sĩ nho nhỏ như mình nếu đối phương thật sự là tội tu mình lén lút đi qua cũng sẽ không đánh rắn động cỏ bọn họ thần không biết quỷ không hay giết người cướp của bản thân cũng thần không biết quỷ không hay tìm hiểu hư thật. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Một khi thăm dò rõ hư thật, tự nhiên cũng dễ chế định đối sách. Mạc họa gật đầu. Bản thân mạo hiểm một chút, săn yêu sư hoặc là đạo đình ti có thể chết ít người, chuyến phiêu lưu này vẫn là đáng giá mạo hiểm. Hơn nữa chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đi qua nhìn một chút, đại khái xác định tình huống đối diện một chút, sau đó liền vụng trộn trở về tội tu đối diện chưa chắc đã có thể phát hiện ra mình. Dù sao thuật ẩn nấp và trận ẩn nấp của hắn cũng không phải là học phí công. Mặt họa dần dần quyết định chú ý trước tiên dùng ẩn nặc thuộc lén lúc đi qua, tìm hiểu hư thật một chút, sau đó lại vụng trộn chuồng về. Như vậy vừa không đánh rắn động cỏ, cũng sẽ không bốc lên phong hiểm quá lớn. Mặt họa ở phụ cận bốc một nắm đá, lại tìm một nhánh cây, sau đó mở túi trữ vật ra, lấy ra một bình linh mực, thần thức cảm giác từ một chỗ bên vách đá, dội linh mực xuống. Linh mực màu vàng thuận thế dội xuống, sau một lát giống như bị cái gì ngăn cản, nhao nhao bắn ra, ngưng tụ thành một mảnh nét mực trên không trung. Đúng là có đường. Mặt họa gật đầu, sau đó lại thuận tay rải mấy viên đá xuống, xác nhận viên đá cũng rơi vào giữa không trung, cũng không chìm vào vách núi, lúc này mới yên tâm. Mặt họa trước mở ra ẩn nặc trận, sau đó thúc giục ẩn nặc thuật, ẩn nấp thân hình, lại tiếp tục thi triển thể thủy bộ, nhẹ nhàng từ vách núi nhảy xuống, nhảy vào trong mây mù sau một lát lòng bàn chân mặt họa hơi tê liền rơi vào trên con đường đá không nhìn thấy kia linh mực vừa dội xuống và viên đá hắn ném xuống đều ở bên chân hắn mặt họa không khỏi thở phào nhẹ nhõm tuy biết có đường nhưng thật muốn từ trên vách núi nhảy xuống vẫn còn có chút kinh hồn tán đảm mặt họa nhìn xuống dưới tay chân lập tức như nhũn ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bên dưới vách núi chính là vực sâu vạn trượng ngã xuống chính là thịt nát xương tan. Lúc này hắn như là lăng không mà đứng, đứng ở phía trên vực sâu vạn trượng. Mặt họa hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ đừng nhìn xuống dưới, đừng nhìn xuống dưới, sau đó lấy hết dũng khí, cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa cẩn thận dùng cành cây thăm dò con đường phía trước. Giữa hai vách núi mây mù bao phủ, trên một con đường núi ẩn nấp, một tiểu tu sĩ ẩn nấp đang lặng yên không một tiếng động, từng bước một đi về phía bờ bên kia. Hai ba trăm năm qua, nhóm săn yêu sư không phát hiện đường núi ẩn nấp, mà giờ khắc này, nhóm tội tu cũng không phát hiện ra mặt họa ẩn nấp. Giữa vách núi, trên đường nhìn không thấy, mặt họa cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Qua thời gian một chén trà nhỏ, mặt họa rốt cục đi tới đối diện. Trèo lên vách núi đối diện, trong nháy mắt chân rơi xuống đất, sương mù bốn phía đột nhiên nặng lên, chứng khí nồng đậm, khiến cho người ta hoa mắt ván đầu. Mặt họa vội vàng lấy ra hai hạt tích chướng đang ăn vào, vận chuyển linh lực, luyện hóa dược lực lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút quan sát xung quanh phát hiện mình đang ở trong một rừng cây nhỏ xung quanh không có bóng người trừ sương mù hơi dày ra cùng độc chướng không khác gì bên trong núi những tội tu kia đâu chẳng lẽ không ở nơi này mặt họa thầm nói trong lòng mặt họa cẩn thận đi xung quanh một hồi phát hiện ánh nắng bị sương mù che khuất trong rừng sương mù mông lung chính mình không phân biệt được phương vị đã không biết đi tới nơi nào mấu chốt nhất là một chút tung tích về tu sĩ cũng không có mặt họa ngồi dưới đất có chút mê man chẳng lẽ mình đoán sai không nên nha mặt họa suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy kỳ quái bên kia vách núi ánh nắng tươi đẹp lúc này sương mù cũng không lớn nhưng đến thâm sơn bên này cách một con đường đá vì sao sương mù lại sâu như vậy ánh nắng hai bên không khác nhau nhiều theo lý mà nói cho dù sương mù nặng chút cũng không đến mức dày đặc như này mặt họa buông thần thức ra nhìn kỹ bỗng nhiên nhíu mày. Trong sương mù mơ hồ có chút linh lực đang xen, giống như đường vân, ngưng kết ở bốn phía. Tu sĩ tầm thường có thể không phát giác được, nhưng mặt họa liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây là trận văn của trận sư, mặt họa bừng tỉnh đại ngộ. Sương mù trong núi sâu này vốn không nặng như vậy, là trận pháp của trận sư quấy phá, khiến cho sương mù trong núi sâu nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón. Mặt họa tinh thần rung lên, hắn men theo vị trí trận văn, tìm được một cây đại thụ, lấy ra một thanh thủy thủ, đục vỏ cây. Vỏ cây khô bị đục mở, bên trong quả nhiên cất giấu một bộ trận pháp. Trận pháp có chính văn, là một bộ trận pháp nhất phẩm, trận văn lấy thủy hệ làm chủ, bút pháp có chút biến hóa, hình thức cũng có chút lạ lẫm. Mặt họa chưa từng thấy qua, nhưng chắc hẳn là vụ trận. Tác dụng của trận pháp là ngưng kết hơi nước, khiến nó trôi nổi giữa rừng cây, hình thành sương mù kéo dài không tiêu tan. Mặt họa cảm thấy mới lạ, thấy bốn phía không có người liền lấy giấy bút ra, chiếu vào trận pháp, vẽ từng nét một. Học trận pháp bình thường, tốt nhất là dùng trận đồ. Trên trận đồ có bản vẽ trận thức kỹ càng, bao gồm trình tự hành bút, dùng tỷ lệ linh mực như nào, trận văn loại hình, kết cấu trận xu, cùng hạng mục công việc là những điều hắn cần chú ý thông qua trận pháp có sẵn, suy luận nghịch hướng họa pháp của nó là chuyện tương đối khó. Nhưng khó hơn nữa, cũng chỉ là một bộ trận pháp nhất phẩm bình thường, trận văn có chút đặc thù, nhưng ở trong phạm trù trận pháp ngũ hành, đối với mặt họa mà nói không tính là cái gì. Vẽ thử năm sáu lần, liền nắm giữ bảy tám phần, trong lòng cũng có tính toán. Sương mù dày đặc sẽ gạt người, nhưng trận pháp bày ra là cố định, không lừa được người, nhất là không lừa được mặt họa. Không chỉ trong vỏ cây này, mặt đất xung quanh núi đá, trong bụi cây đều vẽ trận pháp lẻ tẻ này. Căn cứ vào phương vị của vụ trận, hắn có thể đại khái suy đoán ra đường đi trong sương mù vừa nghĩ đến đây, trước mắt mặt họa liền rộng mở trong sáng. Hắn không cần quan tâm đến những sương mù kia, chỉ cần lấy vụ trận làm tiêu chí thì sẽ không lạc đường. Trận sư bày ra vụ trận là muốn mượn sương mù để lẫn lộn phương vị. Nhưng sương mù hắn bày ra, ngược lại khiến mặt họa tìm được phương hướng. Mặt họa cất kỹ giấy bút, bung ra thần thức, cảm giác vị trí sương mù, bắt đầu đi vào trong núi sâu. Đi vài bước, mặt họa bỗng nhiên nghĩ đến, người khác có thể bày trận pháp, mình cũng được trong túi trữ vật của hắn còn có một số thạch châm có vẻ tư nam tử trận là chưa dùng hết lúc ở nội sơn lúc này vừa vặn bày ra dọc theo đường một khi có tình huống ngoài ý muốn chính mình cũng có thể sớm biết được mọi việc dự liệu thì lập không dự đoán thì phế trước đó có chuẩn bị dù sao cũng tốt hơn là lúc gặp nạn trở tay không kịp mặt họa liền vừa đi dọc theo phương vị sương mù trận vừa ẩn nấp ở vị trí bí mật thuận tay cắm châm đá của tư nam thạch xuống đi tới đi lui mặt họa đối với đường rừng sương mù này liền dần dần quen thuộc nhưng đi nửa ngày vẫn không thấy tung tích của tội tu mặt họa nhíu mày có phải mình sơ sót cái gì hay không hay là đám tội tu này ẩn giấu đủ sâu hay là về trước đi lần sau lại tới xem đang do dự bất định chợt có tiếng bước chân truyền vào trong tay mặt họa trong lòng cả kinh thấy chung quanh cũng không có núi đá cỏ cây cũng không sâu, không cách nào ẩn thân, liền ba bước thành hai bước, mượn nhờ thể thủy bộ, trực tiếp rủ thẳng đi lên một cây đại thụ bên người. Mặt họa nằm sấp trên cành cây lớn, lúc này mới phát hiện mình đã thi triển ẩn nặc thuật, tu sĩ luyện khí bình thường, là không nhìn thấy, mà thần thức cũng không cảm giác được mình. Bất quá cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Lỡ như người đến là một tu sĩ trúc cơ thì sao, tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong sương mù hai đạo nhân ảnh cũng loáng thoáng hiển hiện, hiện xen lẫn một ít tiếng nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Huynh đệ, là con đường này, không lừa ta chứ, yên tâm, không sai. Sương mù này cũng con mẹ nói lớn, đi nửa ngày sương mù không lớn, chẳng phải sẽ bị phát hiện sao, có thể đi vào không, sao vậy? Không tin ta à, đợi đến gần, là hai tu sĩ một béo một gầy, đều có tu vi luyện khí hậu kỳ. Mặt họa nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải trúc cơ là được. Tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù khám phá ra thuật ẩn nấp của hắn, hắn cũng có biện pháp ứng phó. Huống chi tu sĩ luyện khí kỳ, trừ phi có thần thức trúc cơ, nếu không cũng căn bản không nhìn thấu thuật ẩn nấp của hắn. Mặt họa lại cẩn thận đánh giá, phát hiện sương mù mông lung, thấy không rõ mặt hai người, nhưng thấy hai người mặc phục sức khác nhau, thanh âm một chói tai, một tùy tiện, làm việc lại có chút lén lút, hẳn không phải là người tốt lành gì. Chẳng lẽ là tội tu, ánh mắt mặt họa sáng lên, nếu như là tội tu, vậy thì có manh mối. Cho dù không phải tội tu trong núi sâu, nhưng tất nhiên cũng biết đường đi trong núi sâu. Hai tu sĩ mập gầy sóng vai đi tới, mặt họa nhẹ tay nhẹ chân xuống dưới cây, lại rón ra rón rén đi theo ở phía sau. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, hồn nhiên không biết mình đang bị người khác đi theo. Hai tu sĩ mập gầy đi quanh quẩn trong rừng, một hồi lật xem địa đồ, một hồi chỉ đường núi, đợi di chuyển qua mấy đạo sơn khẩu, đi đến trước một cái cọc gỗ lớn, hai người liền dừng lại là nơi này tu sĩ gầy gò hỏi không sai tu sĩ béo gật đầu nói tiếp theo làm sao bây giờ chờ chờ cái gì chờ nửa đêm canh ba đấy lòng mặt họa nhảy dựng không khỏi nghĩ đến câu nói kia nửa đêm canh ba đặt tên hỏi đường xem ra bọn họ là người từ nơi khác tới muốn nương tựa vào tội tu trong thâm sơn mặt họa nhíu nhíu mày chẳng lẽ hắn cũng muốn đi theo bọn họ chờ đợi, thời gian không còn sớm, hắn còn muốn trở về sớm một chút. Nhưng đã đến bước này rồi, không đi theo bọn họ nữa manh mối liền đứt đoạn, sau này lại tìm chắc chắn sẽ không có cơ hội này. Chờ xem mặt họa cũng kiên nhẫn chờ. Gần buổi trưa, hai tu sĩ mập gầy chờ đến nhàm chán, lại cảm thấy đói bụng, lấy lương khô ra bắt đầu ăn. Người gầy kia ăn vài miếng, nhịn không được mắng ra tiếng, vừa khô vừa cứng rắn, ăn cứt chim cũng giống nhau, mẹ nó thật đúng là chịu tội tu sĩ béo nhà nhạt liếc mắt nhìn hắn có ăn cũng không tệ rồi không thì ngươi còn muốn vào đạo ngục ăn cơm tù tu sĩ gầy gò cười ngượng nói ăn cơm tù không được mấy bữa nhắm chừng phải ăn bữa cơm chặt đầu tu sĩ béo lắc đầu tu sĩ gầy gò đột nhiên nói huynh đệ ngươi cõng mấy mạng người tu sĩ béo suy nghĩ một chút lông mày nhíu lại nói cũng khoảng sáu người đi tu sĩ gầy gò giơ ngón tay cái vẫn là huynh đệ lợi hại ta cũng chỉ mới bốn người nói xong lão ta đếm một lão đầu hơn trăm tuổi một tu sĩ hơn ba mươi tuổi một nữ tu còn có con của nàng tu sĩ béo hơi kinh ngạc hài tử ngươi cũng tính là không tính mới có ba người sợ làm cho huynh đệ ngươi mất mặt không sao tu sĩ béo vỗ vỗ bờ vai của hắn về sau đi theo ta vào núi sâu này ăn ngon uống sướng muốn cái gì có cái đó cũng không ai xem thường ngươi tu sĩ gầy gò mừng rỡ, vậy liền dựa vào đại ca, tu sĩ béo lấy ra một cái bọc từ trong ngực, bên trong là một miếng thịt khô, còn có một bầu rượu. Đây là ta cố ý lưu lại, huynh đệ chúng ta hữu duyên gặp nhau, lại từ trong tay chó săn đạo đình ti trốn thoát, ngàn dặm xa xôi đến thâm sơn này, về sau khổ tận cam lai, đáng giá chúc mừng một phen. Tu sĩ gầy gò mắt sáng lên, vẫn là đại ca cân nhắc chu đáo. Hai người chia thịt uống rượu, cơm không đủ no, rượu cũng không đủ uống, nhưng lại vừa lòng thỏa ý sau khi ăn xong tu sĩ béo phát hiện canh ba buổi trưa đã đến bỗng nhiên nhíu mày chỉ vào một bên nói ở gốc cây kia hình như có cái gì đó tu sĩ gầy ngà ngà say nghe vậy nghi hoặc đứng dậy tiến lên xem xét tu sĩ béo lặng lẽ đi tới sau lưng tu sĩ gầy thừa dịp hắn không phòng bị bỗng nhiên xuất kiếm một kiếm đâm xuyên tim hắn tu sĩ gầy đang nghi hoặc chợt thấy ngực đau xót cúi đầu xem xét liền thấy trước ngực lộ ra một đoạn mũi kiếm tâm mạch đã bị đâm xuyên sau đó mũi kiếm rút tới, máu tươi phun ra ngoài. Hắn chậm rãi quay người, mặt lộ vẻ không thể tin được. Tu sĩ béo thần sắc lãnh đạm, huynh đệ tốt, bữa rượu thịt này cũng là bữa cơm chém đầu. Tu sĩ gầy gò mắt lộ ra bi phẫn, còn muốn giải dụ lại bị tu sĩ béo bóp cổ họng, trở tay đặt trên cọc gỗ, một kiếm cắt đầu. Đầu lâu lăn xuống, máu tươi bắn đầy đất, cũng tung tóe lên quần áo tu sĩ béo. Tu sĩ béo không thèm để ý chút nào mời người huynh đệ một hồi, ngươi uống rượu của ta, ăn thịt của ta, ta mượn đầu ngươi dùng một lát, hẳn là không quá phận đi. Nói xong hắn đi lên phía trước, cầm lên cái đầu chết không nhắm mắt kia, ném về phía vách núi đen nhánh xa xa. Đầu lâu rơi xuống đất vang lên tiếng vang, vách núi bỗng nhiên biến mất. Một sơn môn máu tanh âm trầm hiện ra, trên đó có ba chữ cổ hắc sơn trại. Mặt họa nhìn mà khiếp sợ không thôi. Hắc sơn trại, sâu trong đại hắc sơn, lại là một sơn trại sơn môn này cũ kỹ đoán chừng tồn tại trăm năm trên cửa vết máu loang lỗ hẳn là giết người ném đầu máu tươi bắn tung tóe lên phía trên trải qua năm này tháng nọ mới cũ thay thế hiện ra một cổ mùi máu tươi làm cho người buồn nôn nhìn qua vừa âm trầm lại quỷ dị nửa đêm canh ba đặt tên hỏi đường mặt họa trong lòng yên lặng lẩm bẩm đầu danh vấn lộ nguyên lai là ý tứ này giết người chặt đầu lấy đầu người làm đầu danh trạng, như vậy cửa chính hắc sơn trại sẽ hiện ra. Cửa lớn hiển hiện, cũng có nghĩa là tội tu trong sơn trại đã tiếp nhận ngươi. Quả nhiên sau một lát, cùng với âm thanh, két két, có chút cổ xưa và phiền muộn, cửa lớn của hắc sơn trại từ từ mở ra. Tu sĩ béo lộ vẻ si cùng sửa sang lại đạo bào, sau đó bước từng bước vào hắc sơn trại. Đợi sau khi hắn tiến vào hắc sơn trại, âm thanh, két két, lại vang lên, cánh cửa chậm rãi đóng lại sau đó dần dần biến mất tu sĩ béo cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng mí mắt mặt họa hơi nhảy lên hóa ra là như vậy giấu sâu như vậy trách không được nhiều năm như vậy cũng không có người phát hiện hơn nữa xem ra có thể vào hắc sơn trại đều là tội tu tay dính đầy máu tanh chí ít tên mập mạp này cũng không phải là thứ gì tốt trên tay có sáu mạng người đối với người cùng xưng huynh gọi đệ đột nhiên xuống tay vừa nhanh vừa độc một kiếm đâm thủng ngực khó lòng phòng bị hắn giao hảo với tu sĩ gầy cũng chính là muốn mang theo một tấm đầu danh trạng sống đến lúc đó chém đầu người cũng tiện đầu danh vấn lộ tiến vào hắc sơn trại đoán chừng gã cũng không để tu sĩ gầy thân thủ dị cảnh này vào mắt tu đạo hung hiểm lòng người khó lường lần này mặt họa lại kiến thức được trong lòng rất lấy làm cảnh giác đối với tu sĩ không quen biết vẫn nên đề phòng nhiều một chút nhất là nửa sống nửa chính biết người biết mặt không biết lòng đồng thời mặc họa cũng học được ngộ nhở ra tay nhất định phải giống như tu sĩ béo này khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng kế tiếp làm sao bây giờ mặc họa nhíu mày suy tư nói có nên trà trộn vào xem thử không hắc sơn trại này có chút quỷ dị không nhìn xem bên trong có cái gì trong lòng ít nhiều có chút không chắc ít nhất cũng phải xem xem bên trong có bao nhiêu tội tu lén lút liếc mắt nhìn, không kinh động bất luận kẻ nào mặt họa thầm nói trong lòng. Nhưng làm sao trà trộn vào được, mặt họa có chút lúng túng. Trên sơn môn hắc sơn trại, hẳn là cũng bày ra ẩn nặc trận, hơn nữa còn bố trí dày đặc hơn so với đường núi ở giữa vách núi. Nếu không cẩn thận dùng thần thức nhìn quét, căn bản không chú ý được. Hiện tại sơn môn đóng lại, hơn nữa ẩn nấp biến mất. Trừ phi lại có người, xí danh hỏi đường, bằng không phỏng chừng sẽ không mở ra cũng không thể để mặt họa cũng ném đầu người đi vào, dùng cái cách này để gõ cửa đi hơn nữa từ chính diện đi vào, cho dù mặt họa có thể ẩn nấp, cũng chưa chắc sẽ không bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, vậy thì nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Mặt họa suy nghĩ nói. Mặc dù sơn môn hắc sơn trại đã biến mất, nhưng đường nét vẫn còn hiện ra trong thức hải của mặt họa. Mặt họa dùng thần thức thăm dò hắc sơn trại, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, dần dần có biện pháp tu đạo bách nghiệp, đều không thể rời khỏi trận pháp, kiến trúc tu đạo càng là như vậy. Tuy hát sơn trại âm trầm quỷ dị, nhưng cũng không phải tự nhiên xuất hiện, mà là một ít kiến trúc tu đạo, ẩn nấp phòng ngự, cảnh báo toàn bộ dựa vào trận pháp thực hiện. huống chi trong sơn trại hẳn là còn có một trận sư cao minh, nếu như vậy, sơn trại này có khả năng đều là dựa vào trận pháp mà xây dựng. Nếu dựa vào trận pháp, vậy thì có vấn đề để giải quyết. Thứ mặt họa am hiểu nhất, cũng chính là trận pháp hắn vẫn duy trì ẩn nấp đi dạo một vòng quanh sơn môn hắc sơn trại trong lòng có suy đoán đại khái hắc sơn trại này xây dựng dựa lưng vào núi hai bên được thế núi vây quanh chỗ hổng xây sơn môn hai bên hẳn là cũng có tường cao mặt hòa thuận theo hai bên ngọn núi leo lên quả nhiên thấy được tường núi cao cao sơn môn bị ẩn nấp trận che đậy nhưng hai bên tường núi lại không có đoán chừng là bởi vì trận pháp ẩn nấp khó học khó vẽ cho nên chỉ có thể che kín mặt ngoài không có khả năng che giấu toàn bộ hai bên tường mặt họa nhẹ nhàng thở ra xem ra trận sư này trình độ mặc dù cao nhưng cũng còn không cao đến đâu đoán chừng chỉ mạnh hơn mình một chút mà ngoại trừ trận pháp ẩn nấp được vẽ trên sơn môn trận pháp trên hai bức tường cao lấy phòng ngự và báo động trước làm chủ trận pháp phòng ngự có thổ thạch trận thổ một trận còn có một số cố thổ trận phần lớn là phục trận xen lẫn một chút đơn trận trên tường còn có một số trận pháp mặt họa chưa thấy qua nhưng trận thức của nó có chút giống với tư nam tử mẫu trận hơn nữa đồng dạng là kim hệ phục trận cho nên mặt họa phỏng đoán những trận pháp này hẳn là loại dự báo chính diện ẩn nấp không để cho người ta phát hiện phòng ngừa cùng với báo động trước hai bên đề phòng tu sĩ đánh lén mặt họa nhẹ gật đầu trận pháp này thiết kế tương đối hợp lý dùng để phòng ngừa tu sĩ bình thường hẳn là đủ rồi cho dù là trận sư bình thường đoán chừng cũng không nhìn ra sơ hở gì. Nhưng mặt họa tự mình thiết kế, cũng tự tay vẽ ra toàn bộ trận pháp luyện khí lớn nhất thông tiên thành và luyện đang hành, đối với nhất phẩm kiến trúc dùng trận pháp rõ như lòng bàn tay. Trận pháp trên hắc sơn trại này, mặc dù thiết kế xảo diệu, nhưng lại có tầm nhìn và bố cục, vẫn xây dựng loại sơn trại lén, lén lén lúc lúc này, rất nhiều trận pháp xây dựng rõ ràng thô lậu hơn rất nhiều. Ở trong mắt mặt họa, sơ hở liền rất nhiều. Hơn nữa trận pháp trên sơn trại, hẳn là do một mình trận sư này vẽ. Trước trước sau sau vẽ thật lâu, trận pháp cũ mới giao nhau, bộ phận còn có chút xung đột, chỉ là miễn cưỡng sâu chuỗi cùng một chỗ mà thôi. Trận sư bình thường, vẽ trận pháp là tương đối chậm. Giống như mặc họa, ngày ngày vẽ trận pháp, nhớ kỹ trận pháp trong lòng, lại bởi vì học qua thiên diễn quyết, thần thức nhạy cảm, trận sư vẽ trận pháp cực nhanh, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một người vẽ vẽ thành như vậy cũng coi như bình thường chỉ là như vậy sơ hở của trọn bộ trận pháp sẽ càng nhiều mặc họa yên tâm trận sư này có nhiều chỗ xem ra vẫn không bằng mình mặc họa đi hai vòng liền tìm hiểu đại khái những trận pháp này sau đó tìm một chỗ yếu kém ngồi xếp bằng xuống từ trong túi trữ vật lấy ra bút mực biện pháp tốt nhất để ứng đối với trận pháp chính là giải trận động tĩnh phá trận quá lớn hơn nữa với tu vi hiện giờ của mặc họa cũng không phá được trận pháp của sơn trại này hơn nữa có thể thể hiện nhất trình độ trận sư trên trận pháp chính là giải trận đây là lời trang tiên sinh nói với hắn mặc họa nhớ rất rõ ràng sau đó mặc họa liền bắt đầu giải trận hắn trước giải trận pháp báo động để ngừa bị tu sĩ bên trong phát hiện sau đó lại lợi dụng trận văn tương khắc đem thổ thạch trận thổ một trận trước mặt liên kết giải hết một khối trận pháp nhỏ này là độc lập không cùng hệ thống phục trận bốn phía cho nên bị giải trừ liền mất đi hiệu lực, cũng sẽ không bị phát hiện. Sau khi giải trận xong, trận văn chớp lên sau đó biến thành màu xám, mất đi hiệu lực trận pháp. Cốc tường trận môi cũng bởi vì trận văn mất đi hiệu lực mà trở nên mềm mại. Mặt họa lại lấy thần thức cảm giác bốn phía, xác định bốn bề không có ai, liền vụng trộm lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ, từng chút từng chút bắt đầu đào góc tường. Trần sư phụ giúp mặt họa luyện chế thiên quân bổng, sau đó lại cảm thấy chưa thỏa mãn, quả thật lại cố ý thay hắn luyện một thanh tiểu trụy thủ, dùng để gọt vỏ trái cây. Con dao găm nhỏ này hiện tại dùng để đào góc tường là vừa vặn. Mặt họa đào một hồi, nghỉ ngơi một hồi, thần thức phóng ra ngoài, xác định không có người, lại tiếp tục đào. Không biết đào bao lâu, góc tường rốt cục bị hắn đào xuyên, đào ra một cái động khẩu nho nhỏ. Mặt họa làm xong mặt xám mày cho, chỉ có hai con mắt lập lề tỏa sáng. Thành công rồi, có thể vào xem một chút, mặt họa tuổi không lớn lắm, thân hình nhỏ nhắn, cái cửa hang này vừa vặn, hơn nữa cũng không dễ bị người phát giác. Mặt họa lại nghỉ ngơi một chút, đợi khí lực và linh lực khôi phục, lại thi triển ẩn nặc thuật, mở ra ẩn nặc trận, xác định chuẩn bị chu toàn liền thuận theo cửa động, cẩn thận từng ly từng tí bò vào. Dưới màn đêm đen kịt, trong núi sâu quỷ dị. Một mặt họa nho nhỏ, thần không biết quỷ không hay chui vào hắc sơn trại. Hắc sơn trại xây dựng hai ba trăm năm, cũng nên đón tiểu tu sĩ đầu tiên không đi cửa lớn mặt họa lén lúc đào góc tường thần không biết quỷ không hay mà tiến vào hắc sơn trại vừa tiến vào trong trại mùi máu tanh gây mũi liền đập vào mặt là mùi hôi thối và mùi máu tươi mới của sen lẫn với nhau bốn phía sen lẫn âm hàng lạnh thấu vào hài cốt mặt họa nhịn không được rùng mình một cái sau đó phóng mắt nhìn lại lại không khỏi há to miệng một sơn trại thật lớn thế núi hai bên bao quanh hắc sơn trại tọa lạc ở giữa. Mặt họa vừa mới đào ra một góc tường, chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ tường cao, những nơi tầm mắt có thể nhìn thấy, còn có càng nhiều vách tường cao ngất. Ngoại trừ tường cao, thế núi bao quanh cũng trở thành bình chướng thiên nhiên của hắc sơn trại. Toàn bộ hắc sơn trại chiếm cứ dưới màn đêm, giống như một hàng rào kiên cố không thể phá vỡ, hoặc giống như một yêu vật khổng lồ ăn thịt người. Mặt họa trong lòng rung động không thôi, sau đó lại là một trận nghĩ mà sợ đây chỉ sợ là thông tiên thành, không, có lẽ là thế lực tội tu lớn nhất toàn bộ hắc sơn châu giới. Nếu không sớm tìm hiểu, tùy tiện gọi người tới, một khi giao thủ, chỉ sợ thật sự tử thương thảm trọng. Sau đó mặt họa bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bố cục của hắc sơn trại. Toàn bộ hắc sơn trại vô cùng lớn, kiến trúc rất nhiều, phòng ốc sang sát, thô sơ giản lược nhìn lại chừng mấy trăm phòng, rậm rạp chằng chịt nằm giữa sơn cốc. Bầu không khí chung quanh âm trầm tà dị ánh lửa lờ mờ chiếu xuống trên đường trên tường trên cây cột hầu như có thể thấy được vết máu loang lổ khắp nơi trong một số góc còn vứt bỏ những phần thi thể còn sót lại của tu sĩ không biết tên có một số phòng ốc là nơi tội tu ở lại còn có một số là để giam giữ tu sĩ khác xác suất lớn là bị bắt cóc cướp bóc tới những tu sĩ vô tội này bị giam trong lồng sắt hình tiêu cốt lập gây đến da bọc xương người không ra người quỷ không ra quỷ mặt họa nhíu nhíu mày những tội tu nhốt tu sĩ ở đây làm gì bình thường không phải đều giết hết rồi hả tội tu như quan đầu đà mà còn giết người như ngoé hắc sơn trại này rõ ràng tà môn hơn tội tu bên trong đoán chừng càng tệ hơn sao có thể giữ lại tính mạng cho đám tu sĩ này mặc họa có chút nghi hoặc nhìn một hồi ở phụ cận chỉ chút lát sau liền có tội tu thần sắc hung lệ đi tới chọn tới chọn lui bắt qua một tu sĩ khí sắc hơi tốt một chút một đao cắt xuống cổ tay hắn lấy máu khuôn mặt tu sĩ kia thống khổ lại giải dụa không được, huyết dịch nhỏ vào trong chén, trọn vẹn nhỏ đầy một chén lớn. Tội tu bưng bát lên, uống một hơi cạn sạch máu tươi, lập tức khí huyết đại thịnh. Hắn không khỏi liếm liếm miệng, lại còn có chút chưa thỏa mãn. Một lát sau, lại tới một tên tội tu. Tội tu kia vương bàn tay to đặt lên trán một tu sĩ trẻ tuổi, trong nháy mắt thanh âm thê thảm của tu sĩ trẻ tuổi vang lên. Mặt họa lấy thần thức nhìn trộm, có thể nhìn thấy linh lực của tu sĩ trẻ tuổi kia, lại từ đan điền nghịch lưu, đi qua kinh mạch, tụ lại trên đỉnh đầu, cuối cùng theo bàn tay tội tu chảy vào trong cơ thể tội tu. Linh lực đi ngược chiều, kèm theo đó là đau đớn cực lớn. Cho nên thanh âm của tu sĩ trẻ tuổi kia thê lương đến không giống tiếng người. Tội tu nghe mà phiền lòng, tay phải tiếp tục hấp thụ linh lực, tay trái lại bóp chặt cổ tu sĩ trẻ tuổi, không cho hắn lên tiếng. Đợi hắn hấp thu xong linh lực, tu sĩ trẻ tuổi kia cũng chậm rãi tê liệt ngã xuống đất, không còn thanh âm, không biết còn sống hay đã chết. Sau đó cũng lục tục có tội tu đi tới, những chuyện bọn chúng làm cơ bản giống nhau, không phải hút máu, thì là hấp thu linh lực, thậm chí còn có thủ đoạn đáng sợ hơn. Mặt họa như rơi vào hầm băng. Lúc này hắn mới ý thức được, hắc sơn trại này căn bản không phải hang ổ của tội tu, mà là hang ổ của một đám tà tu, hắc sơn trại lớn như vậy, bên trong tất cả đều là tà tu, mấy trăm tên tà tu, mặt họa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tội tu giết người cướp của, cầu chính là tiền tài. Mà tà tu lấy người luyện công, căn bản chưa từng đem người làm người. Những tu sĩ vô tội bị nhốt trong thiết lao này không giống như là người, càng giống như là súc vật bị nuôi dưỡng, mặt họa vừa sợ vừa giận, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mình không cứu được những tu sĩ này. Đừng nói cứu, hiện tại hắn có thể tự vệ đã không tệ rồi. Nếu Hắc Sơn trại là hang ổ của tà tu, vậy thì sẽ nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Có nên thừa dịp bọn họ không phát hiện ra mình, chuồn về trước hay không? Mặt họa suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Lần này mình có thể trà trộn vào đây, đã coi như là có chút may mắn, lần sau lại đến, chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Huống hồ, tuy tà tu hung hiểm, nhưng cho dù là tà tu, chỉ cần là luyện khí, thần thức không mạnh bằng mặt họa thì không thể nào nhìn thấu thuật ẩn nấp của mặt họa. Chỉ cần thuật ẩn nấp không bị nhìn thấu, vậy mình sẽ an toàn. Thủ đoạn của tà tu rất ngoan độc. Nhưng mặt họa lại không có ý định giao thủ chính diện với bọn họ, thủ đoạn của bọn họ có quỷ dị tàn nhẫn hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mặt họa thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt xem ra, thế lực tà tu của Hắc Sơn trại to lớn như thế, đã uy hiếp nghiêm trọng đến an nguy của tất cả săn yêu sư, thậm chí toàn bộ thông tiên thành. Nếu để cho bọn họ phát triển thêm hai ba trăm năm, tiến thêm một bước lớn mạnh, e là tà tu sẽ có hơn ngàn người. Đến lúc đó, e rằng toàn bộ tán tu của thông tiên thành đều là gia súc mà bọn họ nuôi dưỡng. Đấy lòng mặt họa chảy ra từng trận hàng ý, thừa dịp bọn họ còn không biết mình sử dụng ẩn nạp thuật, hơn nữa đã vụng trộn trà trộn vào, tốt nhất có thể thăm dò nội tình của những tà tu này. Sau đó ra ngoài gọi người, chuẩn bị kế hoạch chu đáo chặt chẽ, diệt sạch bọn họ, bằng không nhất định sẽ để lại vô tận tai họa. Mặt họa đã định chủ ý, bắt đầu suy nghĩ cụ thể phải làm như thế nào. Đầu tiên, quan trọng nhất là phải xác định bên trong có tà tu trúc cơ kỳ hay không. Chỉ có tà tu trúc cơ kỳ mới có thể nhìn thấu thuật ẩn nấp của mình. Nói cách khác, chỉ cần không gặp phải tà tu trúc cơ, thì dù là trong hắc sơn trại tà tu khắp nơi này cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vậy tà tu trúc cơ hẳn là sẽ ở đâu đây? Mặc họa suy nghĩ một chút, sau đó lợi dụng lý giải của mình đối với trận pháp bắt đầu suy ngược lại bố cục của hắc sơn trại bố cục trận pháp an gia đã bị mặc họa nhìn xuyên qua thành nam luyện khí hành cùng luyện đang hành lại là mặc họa tự mình thiết kế trận pháp cũng dựa vào trận pháp xây dựng cho nên loại chuyện này mặc họa coi như am hiểu suy tính một hồi trong lòng mặc họa liền hiểu đại khái hắc sơn trại chia làm tiền trại cùng hậu trại tiền trại ở phía trước mặc họa ẩn thân đại khái đi dạo một chút cơ bản tất cả đều là tà tu luyện khí kỳ tu vi tuy rằng phần lớn là luyện khí tầng 89, nhưng vẫn chưa trúc cơ. Trận pháp tiền trại dùng tương đối đơn giản, lấy nhất phẩm đơn trận làm chủ, rất nhiều trận pháp thậm chí không đến nhất phẩm. Một vài nhà ăn, nhà giam, phòng ở và các kiến trúc cơ sở khác đều ở tiền trại. Trận pháp ở hậu trại, so ra thì phức tạp hơn nhiều. Lấy nhất phẩm thổ một phục trận làm chủ, trận pháp hỗn loạn cũng đều là nhất phẩm đơn trận, hơn nữa còn có một bức tường ngăn cách, rõ ràng quan trọng hơn so với tiền trại nhiều mặt họa vẫn giải một ít trận pháp vụn trộn chui vào hậu trại mượn thuật ẩn nấp và thể thủy bộ mặt họa xuyên qua nóc phòng và xà nhà đồng thời đánh giá chung quanh hậu trại so sánh với tiền trại tương đối mà nói càng yên tĩnh cũng càng nghiêm túc hơn chút mùi máu tươi không nặng như vậy nhưng cũng càng đè nén chút phòng ốc càng lớn cũng càng tinh mỹ chỉ là cái tinh mỹ này ít nhiều mang theo chút ít âm khí mặt họa đi tới đi lui chợt nghe có tiếng người liền lập tức tìm xà nhà nằm sấp xuống hai người trong phòng giống như đang nói chuyện với nhau nhưng dường như giao tình không sâu trong lời nói có chút lạnh nhạt mặt họa len lén nhìn xuống dưới chỉ thấy cái bàn phía dưới cùng với rượu thịt trên bàn mặt họa suy đoán thân phận hai người khẳng định không tầm thường bởi vì đồ nhắm của bọn họ là tốt nhất so với tất cả tà tu bên ngoài ăn còn tốt hơn thấy bọn họ không phát hiện ra mình mặt họa còn tưởng rằng là tu sĩ luyện khí lại nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xuống hai người một chút trong hai người một người trong đó là tu sĩ trung niên thần sắc lạnh lùng người còn lại là một tráng hán cao lớn vạm vỡ hai mắt ửng đỏ bên trong có tơ máu mặt họa chỉ liếc mắt một cái ánh mắt vừa như chuồn chuồn lướt nước chạm đến tráng hán kia tráng hán kia lại trợn trừng hai mắt tơ máu trong mắt biến thâm lệ khí toàn thân đột nhiên thịnh nói là ai mặc họa giật nảy mình lập tức ghé vào trên xà nhà không nhúc nhích cùng lúc đó một đạo thần thức đảo qua trên người hắn nhưng lại không nhìn thấu thuật ẩn nấp của hắn tráng hán thu hồi thần thức không thu hoạch được gì giận dữ nói người nào lén lén lúc lúc trung niên tu sĩ kia nhíu mày cũng buông ra thần thức quét nhìn bốn phía một đạo thần thức rõ ràng càng thâm hậu hơn xuyên qua xà nhà ngưng kết ở trên người mặt họa hơn nữa nhìn thấu ẩn nấp trận trên người mặt họa nhưng dưới trận pháp ẩn nấp còn có một tầng thuật ẩn nấp vốn là ban đêm xà nhà âm u cho dù là thuật ẩn nấp gà mờ cũng không dễ bị người phát hiện tu sĩ trung niên kia nhìn thấu một tầng ẩn nấp vẫn không phát hiện ra mặt họa hơi chần chờ sau đó cũng thu hồi thần thức thản nhiên nói không có ai không cần nghi thần nghi quỷ tráng hán nói không thể nào có người đang nhìn ta trung niên tu sĩ liếc mắt nhìn hắn, nói nhảm, ta không phải đang nhìn ngươi, tráng hán từ chối cho ý kiến, thần sắc vẫn như cũ mang theo lệ khí, không đúng, nhất định là có người đang âm thầm nhìn trộm, trong lòng mặt họa trầm xuống, đáy lòng căng thẳng. Tu sĩ trung niên hỏi ngược lại, ý của ngươi là có người trà trộn vào, không phải không có khả năng. Gã tráng hán nói, trung niên tu sĩ cười khinh miệt, ngươi có biết nơi này là đâu không, không chờ tráng hán trả lời, tu sĩ trung niên đã cười lạnh nói nơi này là thâm sơn đại hắc sơn là sơn trại tà tu chúng ta sống yên phận ở cửa có ta bày ra trận pháp ẩn nấp tường cao có ta bày ra phục trận một phòng một nhà một viên gạch một viên ngói đều bị ta vẽ lên trận pháp tu sĩ tầm thường ai có thể phát hiện sơn trại này ai dám đến sơn trại này ai có thể đi vào được càng không nói đến dám ở dưới mí mắt chúng ta nhìn trộm mặt họa nghe vậy thầm giật mình tu sĩ trung niên này chính là trận sư kia hơn nữa còn là tu sĩ trúc cơ tu sĩ trung niên nói như thế tráng hán vẫn không muốn từ bỏ ý đồ hắn vẫn tin tưởng trực giác của mình quả thật có người đang nhìn trộm thần sắc trung niên tu sĩ dần dần lạnh xuống ngươi nói như vậy là khinh thường trận pháp của ta hay là miệt thị thần thức của ta tráng hán không nói luận tư lịch hắn thấp hơn một vị so với tu sĩ trung niên luận trận pháp hắn là dốt đặc cán mai luận thần thức, hắn càng xa xa không bằng. Tu sĩ trung niên nói không có người, vậy hẳn là không có ai. Tơ máu trong mắt tráng hán dần dần rút đi, lệ khí cũng dần tiêu tan, chấp tay bồi lễ nói, tam ca chớ trách tội, là ta đường đột. Trận sư trung niên thần sắc giật mình, gật đầu, cũng không so đo nữa mà hỏi, ngươi đêm nay có phải không có uống máu không? Tráng hán gật đầu, không uống, uống chút rượu, có chút phật phòng không yên. Nói xong, Ti máu trong mắt tráng hán lại dần dần hiện lên thị huyết tâm phù khí táo cho nên nghi kỵ tâm trọng có chút nghi thần nghi quỷ trận sư trung niên đã hiểu ánh mắt hơi trầm xuống nói rút thời gian đi uống chút máu đừng bởi vậy mà rối loạn tâm cảnh hỏng việc lớn tráng hán gật đầu càng cảm thấy yết hầu đói khát rượu này cũng càng uống càng khác hơn nữa trong lòng bực bội luôn cảm thấy có người đang vụn trộn nhìn hắn loại cảm giác này dị thường khó chịu trong mắt tráng hán càng nhiều tơ máu hai mắt gần như đỏ máu đứng dậy ôm quyền nói ta đi trước trận sư trung niên hỏi nhân huyết chưa hẳn đã đủ muốn uống yêu huyết sao có muốn ta ra tay hay không tráng hán nói không cần tam ca bận rộn công việc không quấy rầy nữa nói xong tráng hán liền rời đi trận sư trung niên ngồi một hồi uống rượu xong cũng vào sâu trong hậu trại mặt họa lại đứng tại chỗ đợi một canh giờ xác nhận hai người quả thật đều đã đi không phải giả bộ đi lừa gạt mình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm du trưởng lão nói không sai hiệu quả ẩn nấp của tầng này chỉ cần đứng yên bất động thì cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chưa chắc có thể phát hiện ra nhất là tu sĩ trung niên kia thậm chí còn là một trận sư cũng không thể phát hiện ra mặt họa đang ẩn nấp đủ để thấy được loại thủ đoạn ẩn nấp này của mặt họa bất quá mặt họa cũng không dám khinh thường nghe lén ở dưới mí mắt tà tu trúc cơ loại chuyện này vẫn là tương đối nguy hiểm, cho dù bọn họ không phát hiện được, cũng tốt nhất đừng bốc lên loại nguy hiểm này nữa. Mặt họa âm thầm cảnh giác. Nếu thật sự bị khám phá ra thuật ẩn nấp, cho dù có thân pháp thể thủy bộ bực này, hắn cũng chưa chắc có thể chạy thoát khỏi tay tu sĩ trúc cơ. Xem ra sau này ở hậu trại này nên chú ý cẩn thận hơn. Nhất là hai tà tu trúc cơ này, có thể tránh đi liền tránh đi. Sau khi tính toán xong, lại bỏ ra hai ngày thời gian nghiên cứu một chút quy luật hành vi của hai tu sĩ trúc cơ này tráng hán kia ba ngày đều tu luyện ở hậu trại nhưng vừa đến buổi tối hắn sẽ một mình rời khỏi sơn trại chẳng biết đi đâu mặc họa suy đoán hẳn là hắn đi tìm máu uống tráng hán này tu tà công muốn uống máu người nhưng hắn ta đã trúc cơ máu người không đủ uống chỉ có thể đi uống máu yêu thú có một số yêu thú ăn thịt người uống máu người cho nên hắn đi uống yêu huyết, cũng không khác gì uống máu người. Về phần trận sư kia, hắn cũng là tà trận sư, mỗi ngày đều ở sâu trong hậu trại, không biết mân mê cái gì. Mặt họa đoán không được, cũng không dám đi nhìn. Thỉnh thoảng tà trận sư này cũng sẽ ra ngoài, cũng đều thừa dịp ban đêm ra ngoài. Mặt họa suy đoán hắn hẳn là đi trong núi sâu vẽ trận pháp gì. Nhưng cũng chỉ là suy đoán, hắn cũng không dám đi theo, đi theo cũng thật sự là muốn tìm đường chết. Mặt họa dần dần thăm dò được công việc và sự sống của hai tên tà tu trúc cơ này. Sau đó chỉ cần tránh chạm trán với bọn họ, ở trong hắc sơn trại này, hắn liền không có gì đáng lo. Dù sao tà trận sư cùng tráng hán trúc cơ đều không thể phát hiện ra mình, chớ nói chi là những tà tu luyện khí kỳ này. Huống chi bản thân tà trận sư kia cũng đã nói, không có khả năng có người có thể trà trộn vào hắc sơn trại, còn có thể nghe lén ở ngay dưới mí mắt bọn họ. Những tà tu khác, đoán chừng càng không tin có người có thể trà trộn vào. Mặt họa suy nghĩ một chút, vẫn dự định ở lại Hắc Sơn Trại thêm vài ngày. Một là vẽ ra bản đồ hoàn chỉnh của Hắc Sơn Trại, hai là nghe trộn thêm một số tin tình báo của Hắc Sơn Trại. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắc Sơn Trại thế lực quá lớn, không nắm rõ nội tình, căn bản không phải là đối thủ. Chỉ là phải cố gắng tránh nguy hiểm, tránh chạm trán với tà tu trúc cơ kỳ tà trận sư thần thức mạnh mẽ, tráng hán bản năng nhạy cảm, đều không dễ đối phó. Ngay sau đó mặt họa lại hiếu kỳ. Trong hát sơn trại này, rốt cuộc có mấy tên tà tu trúc cơ kỳ, mặt họa bắt đầu nghe trộn khắp nơi, muốn biết rõ ràng chuyện này. Rốt cuộc vào một buổi tối, hai tên tà tu gác đêm, lúc uống rượu nói chuyện phím, nói tới, đương gia, của hát sơn trại. Hai tên tà tu này, một tên dáng người cường tráng, trên mặt có vết sẹo dữ tợn, một người sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy còm, bộ dạng giống như sợi mì. Mặt họa không biết tên của bọn họ, dứt khoát gọi là mặt sẹo, một người gọi là nam nhân mặt trắng. Cái gọi là gác đêm, mặt họa cũng biết. Chính là canh ba nửa đêm canh giữ ở sơn môn hắc sơn trại. Nếu có tội tu lạ mặt tiến vào, đầu danh hỏi đường, bọn họ sẽ mở cửa nên đón tội tu kia vào. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là có tu sĩ muốn chạy trốn, bọn họ cũng có thể báo động trước. Các đêm tương đối buồn tẻ lại không thú vị. Ban đêm gió núi mang theo hàng khí, bọn họ vây quanh đống lửa, ăn thịt khô cứng, uống rượu trò chuyện. Mặt họa ngồi trên nóc nhà phía sau bọn họ, tập trung tinh thần lắng nghe. Nam tử mặt trắng vừa nhóm lửa, vừa lầm bầm, hát sơn trại cấm đi lại ban đêm, nhưng đêm nào bốn vị đương gia này cũng phải ra ngoài. Mặt họa nghe vậy, thần sắc khẽ động. Tứ đương gia, hẳn là tráng háng mắt đầy tơ máu, thích uống máu kia. Mặt họa trầm tư một lát, bỗng nhiên giật nảy mình. Đương gia, chắc là các đầu mục của hắc sơn trại. Tráng hán kia là tu sĩ trúc cơ, đứng hàng thứ tư, là tứ đương gia. Điều này cũng có nghĩa là trong hắc sơn trại này có ít nhất bốn tà tu trúc cơ, mặt họa nghe mà một thân mồ hôi lạnh. Bốn tà tu trúc cơ, cộng thêm mấy trăm tà tu giết người như ngoé. Cho dù là săn yêu sư và đạo đình ti của thông tiên thành toàn bộ xúc động, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Lão trưởng ti đạo đình ti tuổi già sức yếu, không giỏi động võ với người, du trưởng lão tuy lợi hại, nhưng cũng tuyệt không phải là đối thủ của bốn tà tu trúc cơ. Một khi trúc cơ bị thua, còn lại chính là đơn phương đồ sát. Mặt họa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau đó ổn định lại tâm thần, tiếp tục lắng nghe, muốn thu thập thêm một ít tin tức. Mặc sẹo nghe nam tử mặt trắng nói xong, chỉ lạnh lùng nói nếu ngươi là đương gia, cũng không cần tuân thủ những quy củ này. Nam tử mặt trắng ngựa ngùng cười một tiếng, có chút bất mãn. Lập tức hắn lại hiếu kỳ nói, ngươi nói xem tam đương gia này mỗi ngày trốn ở hậu trại, đến cùng là đang làm cái gì, hắn là trận sư, còn có thể làm gì, nam nhân mặt trắng không tin, trận pháp buồn tẻ như thế, có cái gì tốt để luyện, tam đương gia lại không phiền chán, cho nên tam đương gia là trận sư, là đương gia, mà ngươi chỉ có thể canh cổng gác đêm mặt sẹo khinh thường nói. Nam nhân mặt trắng cười lạnh, ngươi nói vậy chẳng phải ngươi cũng đứng gác ở cửa à? Chẳng phải cũng đang gác đêm với ta à? Mặt thẹo thần sắc phát lạnh, ngươi muốn chết, nam nhân mặt trắng không vui, hai người nhất thời có chút dương cung bạc kiếm, nhưng cũng chưa chân chính động thủ. Tà tu tính tình bạo ngược, nhưng cũng biết ẩn nhẫn. Sau một lát, tâm tình hai người bình phục lại, nam nhân mặt trắng cảm thấy không thú vị, bỗng hèn mọn cười nói, ngươi nói, tam đương gia sẽ không giấu nữ tử trong hậu trại, hàng đêm sinh ca chứ, mặt thẹo nhà nhạc nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, vô nghĩa. Làm sao ngươi biết? Nam tử mặt trắng có chút mất hứng hỏi. Ta đã gặp. Ngươi đi qua sơn trại, ta đã đưa đồ cho tam đương gia mấy lần. Ngươi nhìn thấy cái gì, mặt sẹo nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, tam đương gia ở hậu trại, không phải vẽ trận pháp, chính là đang xem một bức họa đang cẩn thận nghe ngóng mặt họa, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Đồ, là ý đồ gì, tam đương gia kia là trận sư, buổi tối lại vẽ trận pháp, chẳng lẽ là trận đồ hiếm có gì, không phải không thể, mặc họa gật đầu, đột nhiên ngẩn ra, một từ đột nhiên hiện lên trong lòng. Không phải là, quan tưởng đồ chứ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.